Nó thông hiền lắm. Còn là nó lấy cái gì? Cho nó thông hiền. Từ từ. Rồi rồi vô lại nha mấy chị, vô lại nha. Im lỗ mình luôn. Rồi hello mấy chị ơi. Vô lại nha, vô lại nha. Vô lại nha mấy chị. Coi chị Hà Phạm đó, chị Hà Phạm ơi lên tiếng cái đi chị Hà Phạm ơi. Chị Hà Phạm ơi lên tiếng cái đi. Chị Hà Phạm được tặng quà rồi. Đẹp không? Trời đẹp quá trời luôn á. Lên anh lên. Chị Hà Phạm nó mất tiêu luôn rồi. Đợi chị đó xuất hiện nha, em công bằng mà. Chị đó xuất hiện thì ai chị Hà Phạm kia. Rồi, rồi okay. Hello mọi người ơi, bây giờ lên đầm nghe, lên từ cục nào đây? Cục nào cũng đẹp hết. Lên cục nào đi. Bóc đại luôn. Rồi, 180 ngàn nha mọi người, chia sẻ bài giúp em đi mọi người. Chia sẻ bài giúp em nha, chia sẻ bài. Chia sẻ bài giúp em nha mọi người, đủ 100 lượt xem em lên mẫu nè. Có body cố thích để xem hả? Body đâu? Có body không? Em đâu biết. Hên xui nha chị, không chắc. Đi lấy hàng với em cũng như anh thôi mà anh thấy. Thấy chị Lê Thanh Huyền. Rồi đồng giá 180 ngàn nha mọi người. Trời ơi, giả dạ, đang lấy cái mẫu này nha. Quen nhỉ? Nó bị quéo quéo. Mọi người xếp ở trong bịch cho nên bây giờ cái bông nó bị gấp lại thôi. Nè nói chung là cái bông mà nó đính hạt, nó may hạt châu vô mà nó kéo nguyên một hàng ha. Đây, phối ren nha. Phía dưới là phối lưới nè. Lưới mà có dập chân ren nữa nè. Dưới 55kg là vừa. 180.000 thôi, thiết kế nha mọi người. Rồi ai lấy cái này comment với em mã số 1 đi. Mã 1 kèm số điện thoại địa chỉ. Mọi người ơi, nhớ vào Facebook của em á, chọn chế độ theo dõi xem trước ha. Để đừng có bị dẫn comment. Thấy Thúy thân thiện nè. Rồi cảm ơn mấy chị lắm luôn á, hôm qua hỏi cho mấy chị inbox mấy chị. Chủ động inbox quá trời. Không có 70kg nha không chị. Không có 70kg đâu chị. Cái này đẹp quá, cái này giống như mặt nè. Giống đang mặc. Thôi cứ bán thôi, hôm nay cứ bán thôi nha mọi người. Ngoài đẹp quá. Đẹp cực kỳ luôn á. Chỉ khác cái lưới là nó không có ánh như cái đang mặc này. Form dài ha. Trời ren nè. Đẹp quá trời đẹp luôn. Dưới 55kg vừa. Mã số 1 của chị Hiền Kim Nguyễn. Nó bị cái gì rồi? Thôi để coi comment lên máy này đi. Nó không chạy comment lên mấy chị ơi. Em buồn dễ sợ buồn. Rồi sỉ móc nha. Rồi anh để em chốt điện thoại cho em. Em chốt comment cho em. Sỉ inbox giúp em nha. Rồi số 1 của Hiền Kim Nguyễn. Rồi ai lấy đầm này comment cho em mã số 5 nha. Mã 5 kèm số điện thoại địa chỉ này, dưới 55kg vừa nha. Lên like tiếp nha. Hôm nay like nó sẽ hơi bị chậm một tí. 1.8 nha mọi người, đồng giá 1.8. Hôm nay em chốt rồi. Em phải đọc cùng em nữa hết chứ. Rồi, đây ha, ở trong nó có hai dây nè. Tay là tay tele phối lưới nè ha. Rồi, phía dưới là dập ly nha mọi người. Dưới 55kg vừa, form dài qua gối. Đây, ai lấy á, thì comment với em mã xám nha. Mã xám kèm số điện thoại địa chỉ nè. Mã số 5 của Thương Luân. Mã 5 của Thương Luân nha. Mã xám kèm số điện thoại địa chỉ giúp em. Không có tiểu lụa nha. Mã xám của chị Trang. Đợi em đọc đi. Rồi đây. Trời khó ghê. Theo này. Đây ha, body nha mọi người. Form dài qua gối nha, 55kg đổ lại vừa. 180.000, ai lấy comment với em. Mã hồng kèm số điện thoại địa chỉ nha. Mã kèm số điện thoại địa chỉ là em chốt. Mã kèm số điện thoại địa chỉ nè. Em không trả lời comment được nhiều nha mọi người. Hôm nay cái điện thoại nó có vấn đề rồi. Em phải xem bằng máy khác á. Cái gì vậy?
Mỗi mẫu chỉ có một cái thôi nha. Rồi cái này đẹp quá. Rồi phía trong là dâm nha mọi người, phía ngoài là dạ hội nè. 250 nha mọi người, có một cái duy nhất thôi. Dưới 55kg vừa nha. Rồi ai lấy cái này comment giúp em mã 100 kèm số điện thoại địa chỉ nè. Hôm nay lấy mã hồng hết. Cái này nó gì? 100 à? 100. 100 của anh Trần Trúc. 100 của chị anh Trần Trúc. Ô máy của anh hiện nhanh vậy. Bó tay luôn. Đây khối đen 100 của anh Trần Trúc rồi nha. Rồi, trời đẹp quá mọi người ơi. Khối nơ nè. Dưới 55kg vừa nha. Xinh quá à. Rồi ai lấy comment với mã tím nha. Mã tím kèm số điện thoại địa chỉ nào hết mã 100 rồi. Hello chị Thu Hà Nguyễn. Sao lấy luôn rồi mà? Lấy cái gì? Ủa? Rồi rồi tí tí hồi xử dù đó sao. Mã tím kèm số điện thoại địa chỉ nha. Không biết đâu. Lấy gì? Thôi tưởng chị có để lại rồi. Mọi người nghe rõ nói không? Mã tím của chị Thủy Sorry. Thủy Sorry hôm qua Thủy mua Sorry hôm qua mua hàng xong rồi không có chốt. Nãy xả chưa? Xả rồi. Rồi không có chốt nha chị Thủy Sorry nữa nha. Đây anh. Đậu. Rồi chốt người khác đi. Rồi đây ha. Dập ly nè, phía dưới là dập ly nha. 55kg độ lại vừa nè. Tay phối lưới nè, để trả cái kia lại cho chị xem. Dưới 55kg ha. Rồi ai lấy cái này comment giúp em mã số 30. Mã 30 kèm số điện thoại địa chỉ này. Mã tím. Mã tím của mấy chị ơi, mã kèm số điện thoại địa chỉ nha. Em thấy comment nhiều lắm mà em không thấy ai cho số điện thoại địa chỉ hết. Không có nhớ Hiền Kim Nguyễn nữa. Nói cho em nói ngày nào đi đơn á thì để có gì em chắc lại nha. Mã 30 của chị Cang nè. Hào ơi đừng có xem cái đó nữa. Mã 30 của chị Cang nha. Trời bất tiện nha. Trời đẹp quá. Rồi phong dài quá gối luôn nha. Dưới 55kg vừa nè. Cái này là đây, mày ấn ảnh vô ha. Rồi mã số 28. Mã 28 kèm số điện thoại địa chỉ nè. 180.000 nha mọi người. Em không có trả lời comment được nhiều quá. Em tập trung like nữa. Phải xem bằng hai máy á. Đây ha. Trời xinh quá màu da nè mọi người. Dưới 55kg vừa. Phía dưới đây là dập ly nha. Hoặc dài qua gối nè. Ai lấy comment với em mã số 1. Mã 28 của chị Hiền Kim Nguyễn. Huyền Nguyên, ồ nãy giờ mới thấy Huyền Nguyên nè. Rồi ai lấy cái đó comment với em mã số 1 thì có thể địa chỉ nha. Hết 28 rồi. Mã 1 của chị Trang. Hôm nay live mà không tương tác được mọi người nhiều rồi chết. Thông cảm nha. Dưới 55kg vừa nha, phong dài qua gối luôn nè mấy chị ơi. Trên mấy 6 là 58kg vừa luôn á. Rồi ai lấy comment giúp em mã số 5 kèm số điện thoại địa chỉ nè. Mã 5 kèm số điện thoại địa chỉ nha. Mã kèm số điện thoại địa chỉ là em bán không mọi người ơi. Để muốn mua thêm cái chân ví dụ. Trời đẹp quá mọi người. Rồi dưới 55kg vừa nha. Rồi cái đen siêu đẹp luôn á. Ai lấy comment giúp em mã đỏ kèm số điện thoại địa chỉ nè. Cái đó mã gì ạ? Mã 5. Chưa thấy. Chưa thấy mã 5. Thấy chị Selena Trần nè. Thấy Ngân Võ nè. Em chốt cho ai comment đầu tiên nha. Mã 5 của chị Selena Trần nè. Mã đỏ nè. Mã đỏ thấy Nguyễn My nè. Thấy Ngọc Quỳnh nè. Mã đỏ chị Trang. Hả? Selena Trần. À mã đỏ chưa. Sao không chốt số 1 em chốt rồi. Em chốt số 1 rồi. Trời ơi đẹp quá mọi người ơi. Cái này là cái dâm nha. Cái dâm nha mà ở phía ngoài là cái xòe xòe nè. Rồi mã đỏ của chị Cang nha. Rồi dưới 55kg vừa nha mọi người. Ôi nó nhảy rồi kìa. Ôi mừng quá. Mã đỏ của chị Cang nha. Mã đỏ của chị Cang nha. Nhảy không? Không nó không lên nữa. Rồi ai lấy cái này comment giúp em mã dâm nha. Mã dâm kèm số điện thoại địa chỉ. Em không tranh cãi về cái chuyện comment ai trước ai sau nữa nha mọi người. Em xem bên đây em cứ thấy comment ai nhảy lên trước thì em chốt thôi nha. Hello chị gì đó.
Em đọc không kịp luôn á. Trời ơi, cái ngoài khối lưới nè mọi người, đẹp khối lưới mà theo nha. Dưới 55kg vừa nè, xinh ơi là xinh. Ai lấy comment cho em mã 10 kèm số điện thoại địa chỉ nè. Mã 10 kèm số điện thoại địa chỉ nha, cái đó mã giùm. Anh để em chốt luôn. Mã giùm của chị Anh Trần Trúc nè. Đồng giá 1.8 nha mọi người. Rồi đây, phía trên khối ren nè. Cái này là gắn cái này đó, trời đẹp lên quá. Phía dưới là vải quan ha, mà ở phía trong đây là, trời nó dày lắm nha mọi người. Nó còn có theo nữa nè. Rồi, dưới 55kg vừa nha. Ai lấy comment giúp em mã số 11. Mã số 10 của chị Trang. Chị Selena comment sau rồi. Chị Mai Huỳnh ơi, phải kèm địa chỉ nữa nha chị Mai Huỳnh. Rồi đây, dưới 55kg vừa nha. Trời xinh đúng không? Mã 18 nha. Ai gọi vậy? Chết mất. Ai lấy cái đầm đỏ thì comment cho em mã 1 kèm số điện thoại địa chỉ nha. Cái đầm em cầm là mã 18 kèm số điện thoại địa chỉ nè. Chẳng thấy ai comment hết. Xin dạ mang, cảm ơn chị Huyền Nguyên. Thái Thùy Ngọc Nguyễn 18 của nắng mùa thu nè. Thái Nguyễn My mà. Trời ơi, điên lắm. Rồi mọi người ơi, xinh lắm. Tay phối ren nè ha, màu hồng nha. Dưới 55kg vừa. Cái này là cái đầm nha. Cái đầm mà nó giả cái ren chéo ngoài nè. Phía trong có lót nha mọi người, cứ yên tâm nè. Rồi, dưới 55kg vừa. Ai lấy comment giúp em mã số 20 kèm số điện thoại địa chỉ cho xem cho em một cái nào chị. Ok, Đào Hợp cứ comment mã kèm số điện thoại địa chỉ lên chốt nha. Chị Nguyễn My ơi, ai cũng thấy mình comment đầu tiên quá chị ơi. Mã 20 kèm số điện thoại địa chỉ nha. Em làm chậm xíu mọi người thông cảm giúp em. Rồi cái mẫu này về lại. Rồi đây. Tay ha. Có bao thun này nha. Dưới 55kg vừa nha, 58kg có thể vừa luôn á. Rồi ai lấy cái này comment với em mã 25 nha. Mã 11 này số 2. Không có chốt. 180.000 đồng giá nha chị Thùy Bích. Thái Dương Bi. Rồi xương rồng có hoa gì đó chị ơi, bấm theo dõi Facebook em ở chế độ xem trước đó thì sẽ không bị ổn nha. Mã kèm số điện thoại địa chỉ nha mọi người, không thì cứ comment mã thôi cũng được. Rồi em chốt rồi hả, vào inbox cho em số điện thoại địa chỉ. Hôm nay ai có đơn thì inbox cho em số điện thoại địa chỉ nha. Dù gì phía sau là gài nút hả. Body nha, 52kg độ lại vừa trên mét 6 thì 55kg nè. Ai lấy comment giúp em mã số 37. Mã số 37, mọi người ổn comment đó rồi, mọi người bây giờ A còng kèm mã nha, A còng kèm mã đi, em chẳng thấy comment ai hết. Thấy Linh Linh nè, A còng kèm mã thôi, rồi số điện thoại địa chỉ comment sau hoặc là inbox cũng được. Rồi cái màu đỏ này chốt cho chị Nguyễn My nha, chị Nguyễn My ok lĩ với em nè. 25 chốt cho Thùy Sara nè, cái này chốt cho Thùy Sara nha. 56kg thì chị nhắm không, 55kg á chị. Thùy Sara nhớ inbox cho em số điện thoại địa chỉ nha, không mà chị cứ comment số điện thoại địa chỉ cho em nha. Không, nó đầy quá nó mới nhảy thôi. Rồi đây, trời đẹp quá. Riêng nha mọi người, eo khối không? Kính nè. Form dài qua gối nha, rất là đứng form luôn. Dưới 55kg vừa trên 1m6 thì có thể là 58kg vừa luôn á. Chị Lan xếp lên em chưa đi. Rồi ai lấy thì comment giúp em mã số 37. Mã 37 nha, mã 37 kèm số điện thoại địa chỉ nè. Cái trên tường xíu nữa em bán sau nha chị Thanh Hiệu. Mã 37 kèm số điện thoại địa chỉ. Mã 30 em chưa chốt nè. Mã 20 em chưa chốt. Mã 20 là gì vậy? Mã 20 là cái này không? Mã 37 của chị Selina nè.
của chị Ngô Anh nè, của Hoài Trung nè. Rồi mấy chị ơi, ai có đơn nhớ inbox cho em số điện thoại địa chỉ nha. Rồi sorry mấy chị, nãy giờ rối quá, em chưa có quen like theo kiểu này nha. Rồi ai lấy cái này comment với em mã số 20 đi, mã 20 kèm số điện thoại địa chỉ nè. 180.000 đồng giá nha, em không đọc giá là 180 nha. Thấy chị Nguyễn Ngọc Bích nè, mã 20 này. Hello chị Tắc Kè, thấy chị Minh Tuyết Trần. Rồi cứ comment amoc kèm mã ha, amoc kèm mã. Trời đẹp quá, dưới 55kg là vừa nha. Trời ơi cái vải nó siêu đẹp luôn á, vải dày lắm nha mấy chị. Ở trong một khối một cái lớp nữa ha. Rồi ai lấy cái này comment mã xanh kèm số điện thoại. Mã xanh thôi nha, A cầm xanh lộn. Hết 37 rồi, mã 20 của chị Vân Phạm. 20 chị Vân Phạm, chị Vân Phạm nhớ inbox cho em số điện thoại địa chỉ nha, hoặc là comment thẳng trực tiếp vào like luôn. Rồi ai lấy cái này comment mã xanh nha. Hai chị Thuy Trần, ngày hôm nay xem được livestream rồi đúng không? 37 là cái này. Không. 37 hết rồi, 37 hết rồi. Có lẽ hết rồi mấy chị ơi. Hello chị Nguyên Huy. Bị tới đầu. Rồi ai lấy mã xanh vậy ta, không thấy ai còn lấy mã xanh hết. Rồi giống vậy nha, mà màu hồng nè, có khối riêng nè nha, dưới 55kg là vừa. Rồi ai lấy cái này comment cái mã hồng, mã hồng kèm mã hồng kèm amoc gì đó cho nó dễ ha. Rồi cái nào hết rồi thì em qua nha mấy chị, cái nào mà em cầm lên like cái khác rồi có nghĩa là cái đó hết rồi nha mấy chị, em không có đọc comment kịp á. Yến Chiếp hả, Yến Chiếp comment sâu không à. Rồi có màu xám nữa nè mọi người. Rồi ai lấy xám á comment với em mã xám nha. Cái màu nó đẹp lắm, cái vải nó dày á. Sỉ inbox nha, sỉ em lô từ 50 cái không chọn mẫu nha. Không đọc comment kịp luôn á. Rồi mọi người ơi, đẹp quá đẹp quá. Đẹp chưa? Cái này là kim tuyến này, dưới 55kg vừa nha. Trời ơi đẹp quá trời đẹp luôn á, sang là sang luôn. Rồi ai lấy cái này comment giúp em mã số 50 đi, mã 50 kèm số điện thoại địa chỉ nè. Mã sáng cho chị Uyên Bùi. Chị gì đó, chị Irumi, chị đổi tên Facebook đi, chị để cái tên Facebook đó em không có chốt nổi luôn á. Mã số 50 cho chị Mai Huỳnh nè. Rồi mấy chị hôm nay có đơn á, nhớ inbox cho em nha. Cái tên chị dài quá à, mà em lại dốt tiếng Anh nữa, không đọc nổi luôn á. Vì mua hàng phải đổi tên luôn á. Chị dùng cái Facebook khác chị mua cho em dễ đọc tên nè. Phong dài qua gối nha. Trời ơi cái này dài tới đâu luôn á. Rồi dưới 55kg là vừa, 52kg độ lại vừa cho mấy 55, 58kg luôn á. Rồi ai lấy cái này comment với mã hoa nha. Mã hoa nè. Khách nào có đơn nhớ inbox cho em số điện thoại địa chỉ ha, hoặc là chấm cho em một cái cũng được, inbox số điện thoại địa chỉ càng tốt. Còn cái nào em chưa chốt nhớ nhắc em nha. Trời bẹt vai nè mọi người, dưới 55kg nha, trên 1m6 thì có thể là 58kg luôn á. Mà xinh ơi là xinh luôn. Rồi ai lấy comment với em mã sao nha. Cái này ren có khối ngôi sao nè. Mã sao nha. Mã hoa của Yến Chiếp nè. Đầm em mặc còn nha, đầm em mặc xíu nữa em lên sau nha mọi người. Giờ đang like rồi em không có lột cái đầm em đang mặc ra để like được. Đừng lột ra. Mã này là gì? Ừ, cái đầm phía sau có một cái à. Cái đó là mã sao. À, chậm tí thôi hả? Sợ, em sợ mọi người đợi chứ. Nên em phải làm nhanh nè. Trời ơi, đẹp quá. Kim tuyến đó, nên là nó xếp lại lâu ngày nó dính nè. Trời đẹp quá trời đẹp luôn. À, dưới 55kg nha. Rồi ai lấy comment giúp em mã số 0. Mã số 0 kèm kèm amoc, kèm a còng gì đó. Mã sao. Mã sao chốt cho Đào Hộp nè. Đào Hộp nhớ inbox cho em nha. Nhớ comment số điện thoại địa chỉ vô like rồi inbox cho em cũng được. Nói chung là làm cả hai bước cho chắc nha mọi người.
inbox nha. Có đơn thì nhớ inbox thì em mới chốt đơn, không đã họ em xả đơn á. Tại vì em không kiếm được cái chị làm xả đơn nha. Mã số 0 của chị Ngọc Hằng nè. Chị Ngọc Hằng nhớ, nhớ inbox em nha. Cái mà cứ cúi cái mặt xuống không ai thấy được cái mặt mình hết trơn. Ôi đẹp quá, cái này là ren nỉ á, nó mịn ha. Đẹp quá trời luôn, không dài qua gối nha. Dưới 55kg nè, rồi ai lấy comment mã số 4, mã số 4 sỉ ôm lô từ 50 cái không chọn mẫu. Em không báo giá trên live được nha mấy chị ơi. Đâu có chỗ nào mà bán hàng mà mình báo giá trên live, có giá sỉ trên live được đâu. Chị Thanh Hiệu vừa ngủ đi chị. Mấy chị đừng quá cố gắng làm gì. Đây nha, nhưng mà không xem hết là tiếc lắm á, mai em bóc lại nhiều khi không còn đâu. Dưới 55kg nha. Rồi ai lấy thì comment giúp em mã số 3, mã số 3 nha. Mã số 3 này. Hello chị Lan Trà nè. Mã số 3 của chị tìm lại giấc mơ nè. Mọi người ơi, hàng mọi người em đóng hết rồi nha, nhưng mà em chưa có gửi kịp, tại cả ngày hôm nay có một mình hai đứa làm không làm kịp nha, cho nên bây giờ mọi người cứ mua đi, rồi ngày mai á nếu mà có gộp đơn gì đó thì em đóng kèm vô cái cục hàng đó em gửi luôn nha. Trời ơi xinh quá à. Rồi dưới 55kg vừa nè, cái vải nó ren nè, ren hoa xinh không. Rồi ai lấy thì comment giúp em mã số 0 nha. Cảm ơn chị Bé Phương. Ơi đẹp quá à. Dày ơi là dày luôn, cái đầm nó nặng nha. Dưới 55kg nè. Rồi ai lấy comment với em mã 20 nha. Thấy chị Lê Hương Thủy nè. Chị Lê Hương Thủy hỏi có dạ hội không. À dạ hội nãy mới like cái rồi đó. Không có dạ hội đâu chị. Hả? Mã 0 với mã 20. Rồi anh nhớ mã nha. Mấy chị ơi tương tác nha, mấy chị tương tác nha. Comment mà bị ẩn á, comment mà không thấy em đọc tên á thì kèm thêm @ chấm hay là cái gì đó vô ha. Trời xinh quá à. Ủa giống mà. Mới lại luôn. Đây nè, mã số 0 nha, mã 0 nè. Không có thấy ai comment sao chốt. Em thấy chị giấc mơ nè. Hả? Mã số 0 của tìm lại giấc mơ rồi. Mã số 3 của tìm lại giấc mơ rồi. Chị tìm lại giấc mơ số 0 nè. Chốt số 0 màu hồng cho chị tìm lại giấc mơ nha. Cái đầm trên tường xíu nữa like, xíu nữa. Đây. Trời đẹp quá, dưới 55kg vừa nha, vải ren nha. Ren rất là đẹp luôn. Rồi ai lấy comment giúp em mã số 10 đi. Mã 10 nha. Hello Xuyên Nguyễn nè. Số 3 hết rồi nha. Số 0 chị tìm lại giấc mơ có rồi nè. Ừ. Số 10 của chị tìm lại giấc mơ luôn nè. Mọi người ơi, có bị ổn comment không vậy? Em lại thấy ít comment rồi, nó hơi ít comment rồi đó. 56 cái em đang mặc 56kg không vừa nha, cái em đang mặc 50kg thôi nha mọi người. Mọi người nào mà có cho ngắm thì em nói trước cho mọi người biết. Trời ơi, cái này á là 55kg độ lại vừa nè, trên 1m6 là 58, cái này 60kg vừa luôn á mấy chị. Ha, mình gầy mình mặc cũng có thể được ha. Trời đẹp quá, lâu lâu mới tìm được một cái size to. Đây nha mọi người, bao mặt luôn mà nó dài. Dài lắm luôn á. Rồi, ai lấy cái này comment giúp em mã số 100 nha, mã 100. Chị ơi, mấy chị mà bị ổn á vào Facebook của em á, bấm chế độ theo dõi mà xem trước á nha. Chị không à, chị chốt cái váy màu đen hả theo con, chị chốt rồi nha. Mã 100 của chị Huỳnh Như nè. Trời đẹp quá, đây phối ren nha. Dưới 55kg vừa nha mọi người, siêu đẹp luôn. Cái hoa này á
Còn hoa này nó đính ngoài. Rồi ai lấy cái này comment giúp em mã số 1 nha. 100 hết nha. Có váy màu trắng nha, chị Minh Tiết Trần nè. À cái này màu trắng nè. Hello chị Diệu Linh, sao chị ơi nghe. Mọi người nghe rõ không? Ôi đẹp quá. Nha dưới 55kg vừa nè, ai lấy cái này comment mã trắng đi. Chết quá này. Ôi, không thấy comment luôn mọi người ơi. Nản ghê quá. Tiếp là bưu điện cân ký nha chị ơi, tùy chị mua mấy cái nha chị. Chị gì á? Chị Mẫn Mẫn. Mọi người ơi, A cộng kèm mã nha, A cộng kèm mã hoặc là số 1 kèm không, hoặc là ký tự gì đó kèm mã nha. Trời cái này đẹp quá trời luôn, màu da nào nó nặng ha. Phải rất là dày luôn, dưới 55kg vừa nè. Rồi ai lấy cái này comment giúp em mã số 11 nha. Mã trắng của chị Kim Mua Thu Sang. Chị nhớ inbox cho em nha. Chị Kim Mua Thu Sang cách mới nào có đơn á, nhớ inbox cho em nha. Rồi. Hết mã trắng nha. Mã này mã gì ạ? Mã 11 của chị Phạm Ngọc Anh nè. Chị Phạm Ngọc Anh ơi, nhớ comment cho em số điện thoại địa chỉ nha. Rồi với lại có đơn thì nhớ inbox em nha. Rồi mã 11 của chị Lê Thấm nữa nè. Rồi cái ngôi sao này có màu da nè mọi người, dưới 55kg vừa nha. Rồi ai lấy cái này comment giúp em mã sao nha. Mã sao. Nhớ nha, hôm nay khách mới nhớ inbox em nha. Em ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh nè. Mua chốt kìa. Rồi khách ơi, nhớ nha, mua hàng rồi nhớ inbox em nha. Không là em không kiếm được mọi người đâu, mã sao. Đây, ngang vai nha, dưới 55kg vừa. Anh xem comment bên điện thoại anh được không? Chậm lắm. Dưới 55kg vừa nha. Rồi, form dài qua gối luôn, xinh ơi là xinh. Rồi, ai lấy thì comment giúp em mã sao của chị Nguyễn My nè. Nguyễn My nhớ inbox em nha. Rồi, ai lấy cái này comment giúp em mã số 17 nha, 17. Mã 17 nè. Rồi tiếp nè, đẹp quá. Sao này có màu trắng nữa nha mọi người. Rồi ai lấy màu trắng này comment giúp em mã 150 đi. Vải riêng sao luôn nha, dưới 55kg là mã 150 nha. Rồi chị Nguyễn Ngọc Bích ơi, nãy giờ chị có mua hàng không? Có mua hàng thì là em tự chủ động inbox à mọi người. Mọi người á mà mua hàng á comment số điện thoại địa chỉ trong like á thì em sẽ tự chủ động em kết bạn với mọi người nha. Do mạng đó, đúng rồi mọi người ơi, comment mã mà không thấy lên á thì chèn ký tự vô rồi kèm mã nha. Mã 17 với mã 150. Mã 150 nha. Mã 17 của chị Sinh Trần Xuân Bàn. Xin chân Xuân Bang ơi, chị ok lại giúp em nha. Nhớ inbox em nha. 150 của chị Phạm Ngọc Anh. Phạm Ngọc Anh nhớ inbox em nha mấy chị ơi. Trời em bán chữ này hiên lắm luôn á. Còn nha chị Tắc Kè. Em bán chữ này em cũng không muốn chết luôn. Nhưng mà thôi cứ chốt đại cho mọi người luôn á. Mọi người nhớ inbox cho em nha. Và hay nhất là nhớ comment số điện thoại địa chỉ trong live. Tại vì em chốt là chủ yếu trong live ha. Dưới 55kg nè, trời màu đỏ đô nha. Phía trên là ren nè. Chiếu rồi, ai lấy cái này comment giúp em mã số 5. Mã số 5 nha. Mẫu ngoài sau em chưa bán nha, chị Út Cụi. Còn cái nào em chưa chốt không? Mã số 5 nè. Nên là hai cái đi chốt lần. Dùm. Rồi cái dùm. Rồi cái dung này còn nha mọi người. Ôi nó đính luôn á. Nó bị dính. Rồi nha. Trời đẹp quá. Rồi ai lấy cái này chốt mã dung nha. Dưới 55kg vừa chốt mã dung nha. Mã số 5. Mã số 5 của chị Hiền Kim Nguyễn nè. Rồi ai lấy cái này chốt mã dung giúp em nha. Hết mã 5 rồi. Nhớ chia sẻ bài giúp em nha, trong thời gian ngồi chờ đợi chia sẻ bài giúp em.
Rồi, đây, màu hồng nhìn rõ mẫu ha. Cái này có cả màu hồng với màu đỏ luôn. Vải vải van nè, van siêu đẹp luôn. Phía trong đó là rất là dày dặn ha, không dài qua gối nè. Dưới 55kg vừa ha. Rồi ai lấy hồng comment giúp em hồng. Cái này màu đỏ để bán chưa anh? Giống. Rồi, màu đỏ nè mọi người. Rồi ai lấy đỏ comment giúp em đỏ nha. Comment đỏ nha, dưới 55kg vừa nè. Bả dùm. Bả dùm chẳng. Mã hồng của Thùy Sara. Mã hồng của chị Thùy Sara. Thùy Sara nhớ inbox em nha. Hết hồng rồi nha. Có một cái à. Rồi đẹp quá, màu cũng màu đỏ đô nè. Mà vải khác ha, vải nó không có ánh ánh như lúc nãy nữa. Dưới 55kg nha. Rồi ai lấy comment giúp em mã số 2. Mã số 2 nha. Còn cái đỏ thôi nha mọi người, không còn cái hồng nữa nha. Mã số 2 nè. Mã đỏ của chị Nguyễn Thị Trùng Vi. Hết rồi chị ơi, hết rồi chị gì đó, chị gì tên dài dài á. Đây nha, ở trong là cái hai dây nè, có mức lực nha mọi người. Đẹp quá trời luôn, chị Cang đâu rồi. Dập ly nha, không dài qua gối là dưới 55kg nha. Màu này màu đỏ đô nè, 180 luôn. Ai lấy thì comment giúp em mã số 51. Mã số 2 của chị Nguyễn Huy. Có này mã 51 ha. Ủa chốt gì là chốt ha. Cái này giống như là 51 nè. Màu này là màu hồng da. Mã 51 của chị Huyền Win nè. Dưới 55kg nha mọi người. Màu xinh quá à. Tiểu thư ghê á, cũng để lại mặt nha. Rồi ai lấy chốt cho em mã số 6 đi. Mã số 6 nè. 51 của chị Huyền Win, comment mấy em chậm hơn. Rồi 51 của chị Na Phạm. Hết nha Lê Thấm. Đây là cái gì? Mã số 6. Đẹp ghê luôn á. Dưới 52kg vừa trên mấy 6 thì 55kg nè. Mà cái này nó còn ánh hơn nữa mọi người ha. Rồi ai lấy cái này chốt cho em mã số 12 đi. Mã 12 nha. Mã số 6 của Khánh Ngân nè. Khánh Ngân nhớ móc em nha. Nãy giờ chốt cho Khánh Ngân hình như hai cái rồi đó. Cái này mã 12 nha. Mã 12 nha. Vậy hả, chị Thuy Trần chậm hả? Hết số 6 rồi. Không nha, cái nào mà em có đọc tên thì mới chốt nha mọi người. Mọi người để tránh mà đang xem bị văn ra vào Facebook em chọn chế độ xem trước nha. Rồi body nè. Phong dài qua gối nha. Mấy cái này là, trời ơi đẹp kinh dị. À, cái này nó rời như vậy nè. Mã 12 chốt cái đi. À, từ từ. À, nó bị bung keo. Cái này may lại ha. Để may lại cho. Đẹp quá. May bằng chỉ nó ăn hơn. Nói chung là body đó, tay đó, vai này mà sang là sang luôn nha. Dưới 55kg là vừa. Ai lấy á. Rồi cái này bán 150 thôi nha mọi người. Rồi ai lấy comment em mã 150 nha. Mã 12. Mã 12 chốt chị Nguyễn Thị Tường Vi. Chỉ bị bung chỉ ngang chỗ cái hoa theo thôi à. Trời đẹp quá mọi người ơi. Phía dưới là van ha. Đây lúc nãy có màu hồng với màu đỏ, bây giờ có màu xanh nè. Ai lấy cái này comment mã xanh nha. Dưới 55kg vừa ha, mã xanh. À có chốt nha chị Na Phạm. Có chốt chị Na Phạm nha. Trời ơi không kịp đọc luôn á. Yến Chiếp ơi đừng dậy nữa. Yến Chiếp ơi comment một lần nhìn chị thôi nha. Comment nhiều quá nó ổn hết comment của khách rồi. Hả? Để chị cái gì? Để chị cái 150. À để cho bả cái 150 á. Cái này màu xanh là mã gì vậy? Mã xanh. Để cái 150 đúng không chị xem?
Trời ơi, màu này là màu hồng hồng này nè mọi người ơi. Ừ. Rồi ai ai chốt cái này chốt cái mã hồng nha. Dưới 55 kg vừa nè. Mã xanh của Thị Thái Phạm. Thái Phạm Thị nè cho em Thái Phạm Thị cho em. Thái Phạm Thị cho em xin số điện thoại địa chỉ nha. Và nhớ inbox em nha. Khách mới có đơn nhớ inbox em nha. Rồi cái 150 để chị Sam rồi. Màu xanh chốt ạ. À. Hàng em nói thứ tư ra. À thêm chút là chị có treo status là nói là thứ năm mới đi đơn á, nhưng mà ngày hôm nay đơn nhiều quá chị chưa có làm kịp ha. Hàng ngày mai chúng tôi sẽ giao ha. Rồi Thị Thái Phạm ơi, comment giúp em số điện thoại địa chỉ đi chị ơi. Rồi một cái nữa nè. Đẹp quá. Dưới 55 kg vừa ha. Rồi ai lấy cái này comment giúp em mã ren đi, mã ren nè. Mã ren nha. Không còn mã 150 nữa. Mỗi người comment với em một lần thôi, kèm ký tự là nó sẽ lên thôi. Mọi người comment nhiều quá nó ổn hết comment luôn. Thấy Nguyễn Thị Thu Thu nè. Chị Nguyễn My là comment một lần thôi. 150 không chốt nữa nha mọi người ơi. 150 lỗi rồi không chốt nha. Đây, trời đẹp quá. Dưới 55 kg vừa nha, ai lấy cái này chốt giúp em mã 30 đi. Mã 30 mã ren cho chị Nguyễn Thị Tường Vi nè. Mã này là mã 30 ha. Thấy chị sĩ gói icon rồi nè, nhưng mà chị comment mã thôi, em nhớ chị rồi. Rồi ok, chị Thị Thái Phạm em cảm ơn chị nè. Nãy giờ khách mới nào có mua hàng á, comment giúp em số điện thoại địa chỉ đi mấy chị ơi. Và nhớ inbox em nha. Đó mã gì à? Trời đẹp quá. Phía sau này nha mọi người. Dưới 55 kg vừa nha. Form xè cực xè luôn, đuôi tôm luôn nha. Rồi ai lấy chốt em mã đuôi tôm đi. Mã đuôi tôm nha. Cái đó mã gì trời? Không biết luôn á. Chốt cái mã đuôi tôm là mã gì ta? Còn mã 30 á, mã 30 của Yến Yến. 30 là cái hồng trước cái đuôi tôm này nha. Rồi đuôi tôm, ai lấy đuôi tôm comment mã đuôi tôm đây. Hết 150 rồi, đừng comment nữa. Ừ, cái hoa hồng dễ thương nha. Màn hình đen thui đâu? Vậy là máy bên chị có vấn đề rồi. Trời đẹp quá mọi người ơi. Đẹp kinh khủng luôn á. Rồi ai lấy chốt giúp em mã hoa đi. Dưới 55 kg là mã hoa nha. Mã hoa. Đuôi tôm của chị Thị Thái Phạm nè. Mã hoa ha. Đuôi tôm hết rồi chị La La. Không có nha chị Hương Nguyên. Rồi đây, phía trong là dâm ha. Phía ngoài là xè nè, xè phối lưới. Mà cái này theo lên đẹp quá trời đẹp luôn á. Rất là đẹp ha, không có hở đâu mấy chị. Dưới 55 kg là vừa giúp em nha. Phía sau có dây kéo. Rồi ai lấy cái này chốt cái mã dâm đi. Mã hoa. Em thấy là em sẽ chốt. Thấy là nói cho biết chị thôi. Mã hoa chốt cho Mỹ Phương nè. Mỹ Phương nhớ inbox cho em nha. Ồ, mã đuôi tôm có hai cái lận hả? Rồi sorry. Chị La La gì đó. Chị La La ơi, chị La La gì đó đâu rồi. Thôi lai lại đi một chút. Mã hoa chốt chưa? Mã hoa chốt rồi. Rồi còn gì mã dâm đúng không? Mã dâm. Rồi cái này đẹp. Đây nha mọi người, phía trong là một cái áo 2 dây nè. Phía ngoài là tay bo thun nè, eo bo thun nha. Cái này free size luôn á. Mà xinh cực kỳ luôn. Riêng là riêng theo nha mọi người. Rồi ai lấy cái này chốt giúp em mã số 1 đi. Mã số 1 nha. Đồng giá 180, dùm chỉ có một màu thôi. Rồi em lên lại cái mã đuôi tôm nha mọi người. Dưới 55 kg nha. Đẹp quá trời đẹp luôn á. Mã đuôi tôm nha. Mã đuôi tôm. Dùm của Ngọc Bích Dịch nè. Dùm của Ngọc Bích Dịch nè. Mã số 1 của chị Nguyễn Ngọc Bích. Mã số 1 của
chị Andy Hoàng. Mấy chị khách mới nhớ comment với em số điện thoại địa chỉ nha. Nguyễn Ngọc Bích, Andy Hoàng, Nguyễn Thị Tường Vi. Còn không? Hết rồi. Rồi mẹ đưa tên Nguyễn Thị Tường Vi hả? Với lại Nguyễn Thị Tường Vi là hết rồi. Linh Lê. Hết rồi hả? Rồi hết rồi nha. Đưa tên của Yến Yến nè. Ủa Yến Yến có rồi mà. Yến Yến có đuôi tôm không, chưa? Không, dạ. Thái Thị gì á. À rồi, đuôi tôm của Yến Yến nha. Tội nghiệp chị La La quá, bà comment sâu nữa. Không, em không để được nha chị Ngô Đình Xuân Hương ơi. Rồi mấy chị nãy giờ em có chốt tên đó, nhớ nhớ comment em số điện thoại địa chỉ nha. Và nhớ inbox cho em nha. Trời cái này ren dập ly mà dập vẹt xéo nè. Trời xinh ghê, dưới 55kg nha mọi người. Form dài ha. Rồi ai lấy chốt giúp em mã số 6 đi. Mã số 6 nha. Sao buồn vậy? Mà bỏi quá không có được nhìn lên trên này. Đó nhìn đi. Chẳng hiểu luôn. Số 6 của chị Nguyễn Thị Tường Vi nha. Số 6 của chị Nguyễn Thị Tường Vi ghê vậy. Sao thấy được. Trời muốn để lại cái mặt quá. Rồi ai lấy cái này chốt em mã 10 đi mọi người. Dưới 55kg nè, vẫn còn nè. Hôm nay không có thời gian để mà chia hàng luôn á. Chia hàng đi là 11 giờ live. Ừ, em chia hàng là tới 12 giờ khi em live luôn. Live một mình em luôn. Rồi body nha, form dài qua gối nè. Trời xinh quá, xinh quá, xinh quá chị ơi. Ôi dễ luôn quá à. Rồi ai lấy thì comment dưới 55kg ha. 52kg độ lại vừa chứ mấy 6-55kg. Ai lấy comment với em mã body nè. Mã 10 của Đàm Nhàn. Mã 10 là cái này nè. Cái gì mã 6 mà lộn sao đi chị nha. Mã 10 là gì? Đàm Nhàn không inbox địa chỉ chốt gì. Còn không chốt hàng cho Đàm Nhàn nữa hả? Ừ. Mã 10 là cái gì vậy mọi người ơi? Đừng comment loạn xạ lên vậy. Chết luôn á, cái nào mã 10? Hỏi cái này mã 10 phải không? Chắc cái này mã 10. Thay lại đi. Rồi. Thôi mã số 0 giúp em đi mọi người ơi. Em bị quên mã rồi, mã số 0 nha. Sorry, nhớ. Mã số 0. Rồi ai lấy cái này comment mã body rồi của chị Nguyễn Thị Tường Vi luôn. Body của Nguyễn Thị Tường Vi nè. Không dài đến gối đâu. Chị Nguyễn Thị Tường Vi mạnh mạnh lắm. Không có bà can vô chơi với bạn nè. Trời ơi đẹp quá, phía trên là ren nha mọi người. Đây nha, dưới 55kg là vừa nè. Form dài ha. Đó, đẹp quá trời đẹp luôn. Rồi ai lấy chốt mã van đi mọi người, mã van nha. Mã số 0 của chị Sĩ Gói Icon nè. Đúng rồi, cái mã 10 đó. Mã 0 của chị Sĩ Gói Icon nha. Ai lấy chốt em mã van nè. Có ghi á chị mà tại vì quên. Nó ghi mã xấu hay mã gì á. Hết mã không rồi. Ôi đẹp quá. Trời giả mang luôn chị ơi, màu giống trên like nè mọi người. Form dài ha. Rồi ai lấy chốt giúp. Cái này màu hồng cam nha, 52kg độ lại vừa cho mấy 6-55kg. Body và quay gói, ai lấy chốt mã hồng cam. Nói chậm thôi. Hả? Hả? Nói gì nhanh vậy. Mà ban. Ừ. Mã van chẳng thấy ai comment nè. Giá sĩ inbox giúp em nha. Đã chia sẻ 20 nhóm không cần mua hàng, kiếm nồi lẩu thôi. Đi ô xíu hồi đi ăn luôn. Rồi xíu ăn lẩu vô. Xíu ăn lẩu nha. Lấy cái gì? Chị Nhật Lực lấy cái gì? Chích cha này mã gì đây? Hả? Mã hồng cam. Hồng cam của chị Như Nguyễn là chị Như Nguyễn khách cũ nè. Ghê thiệt. Comment nhanh thiệt. Rồi dưới 55kg nha. Trời đẹp quá, đẹp quá. Trời ai lấy chốt giúp em mã số 4 nha. Dưới 55kg mã số 4 không kém hết rồi. Mã văn chẳng ai chốt hết, quăng lên đi anh. Không kém hết rồi. Hồi thêm cái nữa nè. Cái đó mã số 4 nha. Hãy lắng nghe. Đây, dưới 55kg, anh nhìn em thôi. Nhìn em hả? Thôi nhìn em thôi. Đây, cũng là màu hồng cam nha. Rồi ai lấy chốt giúp em mã số 31 nha.
Ừ, cảm ơn Luyên Phạm nè. Luyên Phạm. Em đi Hoàng nãy giờ được cái gì á mà không biết nữa, em đi Hoàng ơi. Được cái này nè. Ừ, em đi Hoàng được cái này nè, được cái này nè. Mã số 4 của chị Diễm. Diễm TT. Diễm NTT. Diễm NTT ơi, nhớ inbox em nha. Và bây giờ là comment số điện thoại địa chỉ trước cho em đi. Và inbox em ha. Rồi phong dài luôn nè, dưới 55kg nha. Ren nè. Rồi ai lấy chút em mã xám nha, mã xám. Mã 31 chốt cho anh. Mã 31 của Huyền Nguyên. Mã 31 của Huyền Nguyên. Mọi người ơi, em like liên tục mà có thiệt sự là có hai đứa làm thôi mọi người, cho nên là đơn đôi lúc nó đi chậm chậm ha. Cho nên là mọi người mà ví dụ mà có cần gấp quá, mọi người thông cảm giúp em nha. Đợi đi, chắc chắn em nói có gửi là em có gửi. Quan trọng là gửi ngày nào thôi. À, của Diễm TT số gọi là 09. Thế vậy. Rồi cảm ơn chị Sương. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra luôn. Rồi thấy số điện thoại rồi, chỉ thấy địa chỉ thôi. Trời ơi, đẹp quá. Kệ đi, giờ em like bất chấp, em không cần nữa. Không cần số điện thoại địa chỉ nữa. Mọi người nhớ inbox. Dạ chị này inbox thì nha. Hả, ấy thôi. Rồi mã cám luôn. Mã xám mà. Mã xám Quý Yến. Rồi cái này á hả, cái này là mã xòe đi, mã xòe nha. Trời đẹp quá. Mã xòe nha. Cái này 52kg độ này vừa, chứ nó 655kg nha. Mã xòe. Đây toàn đồ xinh đúng rồi chị. Chị nó mặc dạ hội thôi hả? Trời chết rồi, chết rồi, lắp đi mà. Giờ làm sao ta? Đổi điện thoại hả? Ừ rồi, cảm ơn. Ghim sạc vậy. Hey, mỗi trên tường có một cái là độc nhất luôn. Ê, cái này là vải gì mà nó phi không phải phi nó phải bóng chứ, nói chung là vải gì đó mà người nghe sột sạt đó. Dưới 55kg giúp em nha. Rồi ai lấy comment giúp em mã hoa xanh đi, hoa xanh nè. Mã xòe của chị Anh Trần Trúc. Ghê. Giờ sao bà Sương bà có lấy thì không để biết đường chốt nè. Cái gì vậy? Nói nghiêm túc xem nào. Sao vậy chị Linh, lên thì lên. Sao không comment được vậy? Còn máy nó chậm quá. Rồi, mã hoa hồng nha. Dưới 55kg là mã hoa hồng nha. 40kg thì bóp lại cho em nha. Mà like đem chốt cho. Ờ, à vậy không phải vậy. Nó đâu có nhăn đâu. Vậy gì vậy? Vậy này không nhăn. Không phải vậy thua đâu, nó không nhăn đâu. Ai lấy hoa xanh comment hoa xanh, ai lấy hoa hồng comment hoa hồng ha. Rồi không chẳng thấy comment ai nữa hết. Cảm ơn chị em đi Hoàng. Nhớ inbox em nha. Trời ơi, thương lắm, nhớ inbox nha. Rồi thêm một cái này nè. Trời đẹp quá. Dưới 55kg giúp em nha. Nó nặng cực kỳ luôn mấy chị ơi. Rồi ai lấy chút mã tím nè. Sao? Cái gì? Nguyễn Thị Thu hỏi gì vậy? Rồi hoa hồng chốt cho chị Trinh Ngô nè. Ok chị em lấy tiền nè. Nhưng mà em đang like, em không có inbox được. Chị Trinh Ngô nhất comment cho em số điện thoại địa chỉ nha. À chị chờ bé có tay để đi làm á. Số gì? Này đu tôm à. Trời ơi cái này của em nó chậm nè. Rồi anh chốt đi. Cái đó tím. Cái này hoa hồng, hoa xanh, tím. Tôi đọc để cho ông. Trời ơi đẹp quá mọi người, đầm xuông đuôi cá. Phía trong là phối cái hai dây á, đầm hai dây á. Trời ơi đẹp quá. Rồi tím cho da hơn nha. Rồi ai lấy chốt mã đuôi cá đi mọi người ơi. Cái này 55kg, 60kg vừa luôn á. Có tay nè, xinh quá. Mã đuôi cá. Hay là Thương Nguyễn là hàng mới hôm qua phải không? Không biết nữa mọi người ơi. À, em có ghi vô manh móc á. Em có ghi là ngày nào đi đơn đó. Em có ghi mà. Trời hỏi em biết chết liền. Nhiều lắm. Bây giờ không phải là em chẳng em nói nhiều khách hay gì mà em không mới nhớ nổi luôn á. 10 người em cũng không nhớ nữa. Nói là nhiều người. Rồi mã đuôi cá chống chị Cara nè. Có hai cái nha. À. Trời đẹp quá body nè mọi người ơi. Không có mỏng nha. Phong vào bao gối nè. 52kg độ lại vừa trên mấy 6, 55kg. Đây còn phối cái hàng đen nè. Mã hoa tím.
đuôi cá phòng. Mã đuôi cá chốt với chị Andy Hoàng. La La Nguyễn quá chậm luôn. Chốt khách mới nữa ha. Chốt khách mới chứ chốt khách nào. Thấy ai comment chốt gì đó thôi. Sợ ông á. Thấy khách mới rồi ông không chốt hả? Mã này gì? Mã hoa tím. À trời ơi đẹp quá mọi người ơi. Đẹp quá đẹp quá đẹp quá. Đẹp quá đẹp quá đẹp quá. Dưới 55kg. Trời đẹp quá đẹp quá. Dễ mang luôn á. Rồi ai lấy chốt em mã cam đi, mã cam nha. Rồi hoa tím chốt cho chị Như Nguyên nè. Mã cam. Mã này mạnh. Mảnh. Sao điện thoại em lại nhanh hơn anh ha? Điện thoại đó là coi bàn nít của em. Này coi anh bàn nít khác. Bàn nít của mình nó phải ấy không? Trời ơi, cầm cái này lên muốn bán 250 quá. Thôi 200 thôi. 200 thôi mọi người ơi. Cái này thôi, cái gì gài nha. Thôi bán 250 đi, thiệt có. Giả mang luôn á chị, em cũng tin luôn á. Dày quá. Rồi, mã 250. Dưới 55kg vừa, em không lấy để lại mặt đi đám cưới. Lấy cái bọc quá, lấy cái bọc quá. Mã 250 nha, có một cái à. Chết chết chết, mua đi chị. Mua để dành mặt. Từ từ. Rồi mã cao của chị tìm lại giấc mơ. Hay. Thấy chị Na Biển nè. Ôi đẹp quá, váy em đang mặc mà màu hồng nè mọi người. Đây nha, dưới 50kg nha. 50kg độ lại vừa cho em mấy 652kg nha. Tại vì cái phần 250 của anh Trần Chốt. Đó. Rồi ai lấy chốt giúp em à. Mã ren đi. Ok. Dạ. Bao nhiêu anh? 180 có một cái đó lố à. Sống lố quá. Trời đẹp quá. Giá mang trời. Chị ơi giá mang. Mã 250 còn chục cái nữa tôi chốt liền luôn nè. Ôi sao quá trời người comment vậy. Rồi, ai lấy chốt giúp em mã hồng đi. Mã hồng nè, mấy cái hồng hôm nay đẹp ghê. Mấy cái hồng hôm nay xinh ghê. Rồi, mã ren chốt cho Mẫn Mẫn nha. Rồi, mã hồng nha. Rồi, mọi người, khách mới có đơn nhớ inbox em nha. Nhắc một lần cuối cùng. Rồi, coi mấy tiếng đồng hồ mà không inbox. Xong rồi đi ngủ cái ngày mai á hả. Sao? Chết rồi. Rồi, này không biết làm sao luôn. Cái này xử lý sau đi. À có này. Màu trắng. Rồi mã trắng nha. Cái này là lớp lưới nè. Rồi mã hồng chốt chị Nguyễn Thị Tường Vy. Dưới 52kg độ lại vừa chứ mới 655. Dưới 55kg rồi vậy đi. Cái lưới nó ánh lên nữa mọi người ơi. Rồi mã trắng nha. Ủa không có cách mới hả? Không có cách mới này đen hả? Mới còn đang chậm. Còn bạn muốn sao? Ghê vậy. Bà biết mẹ Nguyễn Thị Tường Vy không? Trời ơi cái này cái ở dưới nó còn đậm hơn nè. Rồi dưới 50kg nha, trên máy 652kg. Mã này là mã cái đen nó hơi khác thôi mọi người. Rồi mã số 1 đi mọi người ơi, mã số 1. Chị mang nữa, chị mang đi. Ôi cái này đẹp nè. Mỗi mặt mọi người ơi, màu đỏ. Nè màu đỏ tươi nè, cái ren nè màu đỏ đô nè. Mã trắng chốt cho Trinh Nhi nè. Trinh Nhi comment với mình số này địa chỉ nha. 50kg độ lại vừa cho mấy 652kg nha. Ai lấy chốt giúp em mã số 4 đi, mã số 4. Mã số 4. Mấy chị comment số này địa chỉ là em ưu tiên chốt hơn nha mấy chị. Không có hiện nổi đâu. Không hiện bao hiện. Mọi người ơi, mã số 1 của anh Trần Trúc. Ví dụ á, mọi người comment mã thôi cũng được. Xong rồi xíu mọi comment số điện thoại địa chỉ cũng được nha. Nói chung mà anh cứ chốt hết đi, kệ đi. Rồi mọi người nhớ inbox cho em nha. Còn ai mà không inbox thì thôi xả hàng ra mai bán lại cũng được. Sao? Đảnh mà không? Em đảnh mà. Mã này là mã gì vậy? Mã số 4. Số 4 nè. Mã này thì mới sợ. Số 4 nè. Rồi 4 cho chị Như Huyền nè. Cho chị Phương Thảo nè. Chị cái Phương Thảo này đâu mà trời. Phương Thảo đâu vậy? Hai Phương Thảo Hà Nội lận chết luôn.
Rồi cho Nguyễn Thị Tường Vi nha. Phương Thảo inbox em nha. Phương Thảo inbox em nói là có đơn nha. Phương Thảo nhớ inbox em nha. Cái của em đang mặc là cái lưới này nó có kim tuyến, còn cái này là lưới lỗ bình thường ha. Rồi. Mẫu này nha, mẫu này 50kg độ lại vừa cho mấy 6, 52kg ai lấy chốt giúp em. Ờ, mã số 12 đi, mã số 12 nha. Mày tìm bán vô được. Ai nói vậy? Lan. Hả, Lan nào? Cũng có Lan nào nữa. Lan nào? Lan súp lơ ở Lan nào? À, chị Lan súp lơ hả? Trời ơi, thương quá. Hôm nay gọi là bào lơ. Đổi màu trắng hả? Không đổi. Không đổi nha chị, vậy chị lấy không? Ai đổi vậy? Phương Thảo. Phương Thảo ơi, đừng đổi nha chị ơi. Đừng đổi nha, thấy không gần gần này không? Lấy sợ không? Đừng đổi nha. Vậy thôi, đừng lấy màu đỏ. Vậy chị Phương Thảo sao? Chị Phương Thảo sao để biết đường chốt người khác nè. Không cho đổi rồi đó. Không cho đổi nha, không cho đổi nha, một là xả đơn luôn. Rồi 12 cho chị Như Huyền. Cái này là mã 10, 17 đi, mã 17. Rồi vậy chị Phương Thảo có lấy cái đỏ không? Để biết được chốt. Rồi mọi người ơi, còn không biết chị Khánh Ly có đang xem không? Chị Khánh Ly ơi, em inbox mà em không có thấy chị trả lời cho nên là... Inbox bạn hả? Ủa vậy hả? Sao vậy? Bà xem không trả lời hả? Ừ. Rồi sống sai quá. Thôi sống sai thôi, chịu luôn, sao giờ. Dưới 55kg nha. Dưới 55kg nè, màu trắng ha. Rồi ai lấy chốt giúp em mã số 0 đi, mã số 0 nha. Ủa chị Phương Thảo lấy đỏ không? Không lấy chốt chị Hoa Cỏ Mây nè. Phương Thảo lấy đỏ không? Chốt chị Hoa Cỏ Mây nè. Rồi 17 cho chị Phạm Hương nè. Đẹp quá đi thôi. Chị Thuy Trần ở bên sau rồi. Rồi, dưới 55kg cho chị Thuy Trần cái vết. Dưới 55kg, hàng nó quyết định. Em không biết sao. Rồi, xả đỏ cho Phương Thảo vậy. Đổi cho chị Hoa Cỏ Mây cái đỏ nha. Chị Hoa Cỏ Mây cái đỏ này ok giúp em nha. Cái đỏ anh đang mặc á. Rồi ai lấy cái này chốt giúp em mã số 3 đi, mã số 3. Hoa Cỏ Mây đỏ. Cái này mã gì đây? À, Phương Thảo này chưa nhận được đơn nè. Phương Thảo Hà Nội nè, ông nội nè. Hai Phương Thảo Hà Nội lận luôn á. Kìa, chị đó kêu xã nha nè. Ừ, xã luôn. Không, Phương Thảo này quen mà. Ừ, lần có mua tiếp đi. Tôi có làm gì người ta đâu. Cái này mã số mấy đây? Ai biết. Cái này em quên mất mã số nhiêu rồi. Cái gì? Cái trắng này nè, số mấy vậy? Ê, số 0 thì sao á? Số 4 thì sao á? Ờ xong luôn. Này cái đó thì em cứ lại. Cái màu đỏ này mã số 10 đi mọi người, comment lấy về mã số 10 nha. Còn cái màu trắng này comment lấy về mã số 5 đi mọi người. Ừ, và làm hơi đuối. Mã 3 chà le. Mã số 5, comment lấy về mã số 5 nha, mã số 5. Dưới 55 kg vừa mã số 5. Xin lỗi. Thấy dung dung nè. Để em sống chậm lại nha mấy chị. Em xin lỗi. Rồi mã 10. Này mã 5. Dạ. Không. Mã 5 màu trắng, mã 10 màu đỏ nha mấy chị. Không có tím nữa hả? Đo ra tím vậy. Tím nào? Rồi mình mã tím. Ghê. Rồi mã 5 cho Yến nha. Yến nhớ inbox em nha. Trời đẹp quá, đẹp quá. Yên đã về chốt nhiều rồi đó nha. Cái này 52kg độ lại vừa chứ mới 6 là 55kg nè. Đẹp quá mọi người ơi. Rồi mã 10 cho chị Thuy Nguyên nè. Chị Thuy Nguyên comment giúp em số thầy địa chỉ nha chị. Rồi ai lấy chốt giúp em mã số 3 đi, mã số 3. Mã số 3 lần này thiệt lòng là mã số 3. Thì cho bằng bút để ghi cái mã lên. Có cái bút mà. Đây để em chăm chỉ nè. Mã số 3. Thấy không? Hồi nó sẽ làm dơ cái máy trắng. Thấy chị Lương Hiểu Anh thôi, hoa để em. Ồ, cái em đang mặc màu đỏ đô, màu đỏ tươi nè, phía đây là đỏ đô ha. Rồi ai lấy chốt giúp em màu đỏ đi. Chốt đỏ cho chị Hoa Cỏ Mây rồi nha. Chị Hoa Cỏ Mây nhớ em bóc em nhắc là có đơn nha chị. Tại vì có hai hoa cỏ mây lận, chị nào có đơn á mà khách cũ á thì cứ vô chấm cho em cái cũng được nữa.
Tại nhiều khi á, mà ví dụ Phương Thảo cái nó ra ba bốn tên Phương Thảo, em chẳng biết Phương Thảo nào, em ngồi kiếm lại livestream. Là mã mấy đây? Cái đó mã đỏ. Mã ba cho chị La La Nguyễn nè. Ôi đẹp quá mọi người ơi, cái này phong dài qua gối nha. Đẹp quá, dưới 55kg nha. Rồi ai lấy chốt mã hồng đi, mã hồng nè. Mọi người mà comment có bị ổn ngoài á, chèn ký tự vô, ký tự chèn mã ha. Có sai, có độc. Có đọc số ký á. Đầm này, đầm thiết kế thì nó sẽ không có sai nha mọi người. Ờ, nó theo chuẩn một cái form, nhưng mà hàng hôm nay em bán là em dám tự tin nói là dưới 55kg. Mà đỏ chốt cho dâu tay nha, dâu tay comment với em số hệ địa chỉ dâu tay ơi. Và nhớ inbox em nha, khách mới nhớ inbox. Trời vải này đẹp nè, chị đâu rồi, mấy chị bán shop đâu rồi. Cái này treo lên là mê luôn. Dưới 55kg nha. Cái gen không thể là diễn tả được luôn. Rồi ai lấy chốt giúp em mã số 20, mã 22 đi, 22. Mã hồng. Không giả tiếp cái trắng hả? Còn cái trắng em đang mặc mà. Rồi hồng chốt cho chị Selena nha. Chị Selena nói cái gì lỗi đó vẫn chưa gửi cho em xem hình. Chị Selena có gì lỗi thì bóc giúp em đi. Ờ mấy chị ơi, có hàng gì mà lỗi á hay là sao đó thì chụp lại bóc em nha. Đừng có im lặng rồi ghét luôn rồi chết luôn á. Chết luôn. Đây ha, cái này form dạng body mà form hơi chữ A xíu nè. 52kg đổ lại rồi. Rồi 22 cái chị Cang. Trên mấy 655kg ai lấy chốt mã tím đi. Bà Cang nãy giờ đi chơi giờ mới về. Chị Cang đi chơi với trai á. Nãy là đang trên xe giờ mới về tới nhà. Hôm bữa thấy chị Cang đi du lịch úp hình quá trời luôn, hạnh phúc quá trời luôn. Cái này dưới 60kg luôn á, ba của chị luôn nè. Chị dâu tay ơi, cậu em số thầy địa chỉ rồi, nha. Rồi ai lấy chốt mã 60 đi mấy chị ơi. Rang nè, trời đẹp quá đẹp quá, đẹp đẹp dã man kinh khủng. Mã 60 ha. Rồi ok, Yến Yến inbox rồi nè. Chị ơi, gì đâu có trả lời đâu. Mã cái gì 22 đâu ra. 22 chốt rồi, 22 chốt rồi. Bây giờ là mã tím với mã 60. Chúc like xong phone cho em. Phone cho ai? Ai? Anh Y Hoàng hỏi là chị chúc like xong em phone cho chị được không? Bận ăn rồi. Ôi, cái này là cái rồi này... mã 60 chị Lê Thu Thủy. Này mấy chị mặc thấp thấp thôi, mặc thấp thấp dưới đây nè hả. Cái xong rồi cái cổ yếm đi lên ha. Đó, chồng vô. Ngồi lấp lánh ha. Dài qua gối nè. Rồi tím chị Hoa học trò. 52kg độ lại vừa cho mấy 655kg rồi, mã da nha, mã da. Xịn, chị giả mang, bỏ vô. Rồi ok, dâu tay nha. Rồi cứ mua hàng tiếp đi chốt. Rồi mấy chị ơi, chốt inbox luôn nha. Em biết là mấy chị đã comment số thầy địa chỉ, nhưng mà mấy chị phải inbox em nha. Không inbox em không kiếm ra đâu. Biết bao nhiêu comment. Em kiếm em khùng luôn. Trời, phía dưới này vải vang nè. Vải vang dập ren nè. Rồi thấy nó dâu tay. Nhớ inbox giúp mình nha dâu tay. Ôi, ơi. Đẹp quá. Phong dài nha. Rồi dưới 50kg độ lại vừa, chứ mấy 652kg cái này. Nhỏ bé. Rồi ai lấy chốt em mã van hồng nha. Van hồng. Em hết nghĩ ra số được rồi, em không nghĩ được nữa. Đầu óc em đỡ mà. Da chị Selena nè. Ui, đẹp quá. Trời. Sao nha mấy chị. Rồi, cái này hả, 52kg độ này vừa cho mấy 655kg nha. Form dài luôn nè. Dã mang cho ai lấy chút mã tần nha, mã tần. Sao kỳ ta, mỗi cái đầm nó đều có bọc mà mỗi lần bung ra nó lại mất cái bọc. Van hồng của chị Anh Trần Trúc. Dễ mang chưa? Rồi bỏ cái từ đó đi. Bỏ nó đi. 52kg đổ lại vừa cho mấy 655kg. Ai lấy chốt mã riêng. Thấy Huỳnh Minh An, thấy Huỳnh Băng. Nhiều lúc em like xong mấy em ngồi em xem lại livestream á, em thấy em làm cái gì á. Rồi mã tần của chị Nguyễn Thị Tường Di. Nguyễn Thị Tường Di. Mai mốt ghi là Vi thôi được không? Di. Ôi đẹp quá. Ai lấy chốt cho em mã. Chết ổn này, mã nhiêu vậy? Mã ren. Rồi ai chốt này chốt em mã hồng nha, mã hồng nè. Cái này có màu hồng, màu xanh. Đó mà xinh mà, cái vải rất là dày nha, không phải là mấy cái đồ ngủ ở chợ đâu. Trời. Ren của Diễm Ngọc Tô.
Sao mình lại so sánh như vậy? Sánh gì đâu, em có nói gì đâu. Nói hồng nha. Em đã nói gì đâu. Thấy chị Ngọc Huyền nè. Ôi đẹp quá mọi người ơi. Đó nó hơi sáng lên, mọi người thấy rõ mẫu nha. Ở ngoài là cái lớp lưới nè, dở ra ha. Ở phía trong á là cái lớp ren nè, ren nó ánh lên ha. Mặt form này dài nha, mặt rất là đẹp luôn. Eo này có khối ren nè. 52kg độ lại vừa cho mấy 55kg. Không, 55kg luôn á mấy chị ơi, 55kg độ lại vừa nha. Ai lấy chút mã đen đi, mã đen nha. Đúng rồi, chị Cang ghi chữ Cang là được rồi. Ghi chi nhiều. Chị Cang là ghi chữ Cang được rồi, chị Cang là bốn chai mặt luôn rồi. Mua mã hả, quen luôn, thuộc luôn rồi. Đầm tặng hết rồi Diễn Lộc Tô ơi. Dạ hội hả? Dạ hội nãy có bán một cái. Mã gì? Mã đen. Mã đen. Thấy Khương Hồng Dung nè. Mã đen có nhiều nha. 180.000 một cái nha. 180.000 một cái nha. Rồi mã đen cho chị Thảo Đăng. Rồi chị Thảo Đăng nhớ inbox cho em nha. Mã đen cho Lê Thấm. Mã đen cho Maria Yến. Lê Thấm Maria Yến. Lê Thấm Maria Yến. Mấy chị mà khách mới nhớ inbox em mới chốt hàng được nha. Ủa sao bên máy anh nó hiện cái gì mà bên em nó không thấy? Rồi ai nữa? Còn nữa hả? Còn nhiều. Từ nha, từ. Em đã nói là có nhiều mà. Cho chị Võ Thị Bích Kiều nè, đen cho chị Selina Trần. Rồi ghi đi, Võ Thị Bích Kiều, Selina Trần. Tiếp. Mấy chị ơi, chốt xong cái mã đen này cái đã rồi, rồi mình qua đầm khác ha. Selina luôn nè. Đen cho Huỳnh Như nè. Thấy da không nghĩ là nhiều rồi. Anh chốt từ từ đi. Đen cho Huỳnh Minh An, đen cho Gia Hân. Rồi, Huỳnh Minh An nhớ inbox em nha. Huỳnh Minh An comment với em số điện thoại địa chỉ đi và inbox em nha. Chị nào khách mới cứ comment với em số điện thoại địa chỉ đi nha. Gia Hân rồi. Có nhiều nha mọi người, em chốt từ từ nha. Đen cho Nguyễn Ngọc Bích nè. Nhớ inbox em nha khách mới ơi, hôm nay em không tìm ra mấy chị đâu đâu. Rồi hết rồi. Hết chưa? Huỳnh Như có rồi nè. Nguyễn Thái Thanh Thanh. Đen cho Nguyễn Thái Thanh Thanh. Nguyễn Thái Thanh Thanh ok lại giúp em nha. Nguyễn Thái Thanh phải ok nha. Nguyễn Thái Thanh không có comment mã nè. Mà cho em nữa. Đen cho Hai Học Trò còn không? Đen cho Hai Học Trò. Hai Học Trò comment số điện thoại địa chỉ về inbox mình nha. Ui. Chết cha chưa. Hiểu không? Ồ cái đó là cái đen cuối cùng rồi á, Hoa Học Trò không có nha. À còn nè, còn một cái gì. Rồi, Nguyễn Thái Anh Thanh rồi, có rồi nha, rồi Hoa Học Trò. Còn cái nữa. Thấy chị Nguyễn My nè, chị Nguyễn My có lấy cái đen không? Đâu thấy chị Nguyễn My comment đâu. Rồi xong chưa? Còn cái màu đen cuối cùng thôi, mọi người ai lấy đen comment đen đi nha. Rồi tiếp nè. Rất là đẹp nha, ren này, ren hoa đến hạt châu này ha. Form xè nha mọi người, siêu xè luôn. Màu đen nó hơi khó nhìn một xíu ha. Rồi ai lấy chốt cho em mã số 2 đi. Mã số 2 nha, cái này có 2 cái thôi, mã số 2 nha. À không phải là em đặt đâu mấy chị, cái này gọi là hàng sale. Hàng sale mới được giá rẻ vậy đó. Hàng này ở ngoài shop nó bán nó có cái cả triệu hơn luôn á mấy chị. Cho nên là mấy chị mua mấy cái này rất là tiện ha. Mà không có sai đâu, hàng thiết kế thì nó không có sai đâu. Nó chuẩn một form thôi. Chết rồi, nhìn giống anh còn cái anh mới ra rồi mình đen rồi. Kệ đi, kệ đi. Rồi, kể đen cho chị Hương Uyên nè. Rồi hết đen nha. Rồi bên máy này đứng rồi, không xem được nữa. Mã số 2 hả? À? Đây. Mã số 2 nè, có 2 cái. Số 2 cho chị Thương Ly nha. Rồi em lên mẫu khác đây. Trời xinh quá. Số 2 cho Hoa Học Trò nè.
Rồi hóa học trò nhớ inbox cho em nha. Và comment cho em số điện thoại địa chỉ đi nè. Không là em không chốt đơn được đâu. Ngày mai em đi đơn đồng loạt nha mọi người. Quá tải rồi, nhiều lắm rồi. Em phải đi đơn thôi, không đi đơn là em chết luôn á. Thấy hoàng bát luôn. Rồi nha, dưới 55kg vừa nè. Ai lấy chốt cho em mã hồng đi. Mã hồng nha. Rồi hết đen, hết đen. Mã hồng nha mọi người. Và ai lấy chốt giúp em mã hồng nha mọi người. Rồi trời ơi, rêu nè mọi người ơi. Dưới 55kg nha, đẹp quá trời luôn á. Ai lấy chốt em mã 7 đi. Rồi xong like thì cứ inbox nha mấy chị ơi. Phải inbox mới chốt hàng được nha. Xong like á mọi người inbox cho em, chấm cho em cái thôi cũng được. Nếu mà buồn ngủ quá, còn không á, có tâm xíu thì comment chấm hoặc là inbox cho em số điện thoại địa chỉ luôn ha. Mã hồng cho hai nguyên à. Rồi cái này mã 7 nha, cái màu rêu là mã 7. Ừ, biết rồi. Mã 7 cho phim Tuyết Ngô nè. Ôi đẹp quá. Mọi người thấy không? Nó chuẩn màu luôn nha mọi người. Rồi dưới 55kg nha mọi người. Ai lấy chút em mã cam đi. Mã cam trời đẹp quá trời đẹp đi. Hoa này á, đây nó nhuộm màu á mấy chị. Mà nó nhuộm đẹp ghê luôn á. Đúng là hàng thiết kế. Lê Thị Anh Thư ơi, inbox sau nha. Còn số điện thoại thì ở trên tường có. Cái gì vậy? Ách Zalo. À, đang like với chị ơi, đang like em mới làm được mấy cái chuyện đó. Này mã cam hả chị? Ồ, mã cam. Mã cam chốt cho Hoàng Bách nha. Nhớ comment với em số điện thoại địa chỉ nha và nhớ. Ai? Nhớ gì? Trời ơi, dưới 55kg nha. Rồi, mã hổ cẩm. Thấy ốc bụi nè, ốc bụi hết cũ hay sao á. Ôi, dã man quá à. Mã hổ cẩm nha mấy chị. Hết cái tặng rồi, Diễn Còn Tô ơi, bữa đó không mua nên không có tặng nha. Dưới 55kg nè, rồi ai lấy chút cho em mã hoa ngọc đi. Hoặc là mã ngọc cũng được nữa, mã ngọc nha. Trời ơi, đẹp quá mọi người ơi, vải này siêu đẹp luôn á. Rồi thổ cẩm của Lan Suppler. Mã này mã ngọc ha, hoặc là hoa ngọc cũng được. Ui, đẹp quá à. Ôi, tiếp đây. Thấy Thủy Dung nè. Mã này là mã tròn đi, mã tròn. Đúng tròn. Rồi, đồng giá 180 hết chị ơi. Đồng giá 180 nha mấy chị, thấy cái chốt vải nè. Đẹp lắm nha, trong có lót đó. Mã ngọc của Nắng Mùa Thu. Rồi nhớ comment cho em số điện thoại địa chỉ nha. Và nhớ inbox nha, khách mới có đơn inbox nha. Thấy chế dâu tây Đà Lạt nha. Rồi mà hỏi tên mình lôi tên em vô luôn. Mã tròn, mã tròn. Mà hỏi thấy chế không có kém hào, giữ thần. Ghê. Trời ơi, cái cổ này nè mọi người. Rồi mã tròn của Mẫn Mẫn. Rồi mã này mã chim đi mọi người ơi, mã chim. Mã chim, mã lông cũng được. Thanh Sương Nguyễn ơi, cứ lựa đi rồi cái gì nó tính sau. Mã chim, mã lông gì cũng được hết á mấy chị ơi. Mã lông chim. Bậy quá bậy. Thầy này nhìn nó giống thấy mà. Phí Mỹ Linh nha. Rồi mã chim của Hoàng Bách. Khỏe ghê. Khỏe không? Lầy thì khỏe không? Đỡ phải đọc comment, đỡ phải cấu. Đúng rồi. Giống như hôm qua tự nhiên khách vô chửi lúc trời luôn. Đây nha, dưới 55kg nè. Rồi ai lấy chốt giúp em mã Coban đi. Coban nha, cái màu này màu xanh Coban đó. Rồi ai lấy chốt mã Coban nha. Rồi để bà nào kêu lên chậm thôi á, mà bả đâu mất tiêu luôn rồi. À, đi chạy á. Không phải, kêu chậm thôi chị ơi. Mình hỏi sếp là mình cao 1m50, nặng 4kg, mặt bị rộng không? Rộng thì bóp giúp em nha mấy chị ơi. Form này hàng chuẩn của form thiết kế nha mọi người. Rộng thì bóp đâu có vấn đề gì đâu. Em thấy chỉ sợ chật thôi chứ rộng. Em chỉ sợ chật thôi chứ em không sợ rộng nha. Em đọc số ký là số ký tối đa đó. Là mọi người có thể nhét vô được đó ha. Số ký mà mọi người có thể nhét đó. Có thể chui vô được. Mã lông, mã chim gì đó không anh? Ủa lộn chốt. Coban. Rồi mã Coban ha. Dưới 55kg nè, rồi ai lấy cái này màu đỏ tươi nha mà nó sáng ghê. Rồi ai lấy chốt giúp em mã sang đi, mã sang, sang trọng đó, sang.
Chỉ làm được cái sang mà chỉ ít thôi. Cái này cái rang hả? Mọi người cầm không thích thôi luôn. Mịn lắm hả? Cô ba 53 kg mặc vừa không? 53 kg vừa. Em đọc số ký là 55 mà vừa. Khổ quá, em đọc số ký tối đa đó mấy chị ơi. Còn trắng còn nhiều lắm. Mã hồng, mã hồng. Rồi mã sang của Kim Tuyết Ngô. Mã này mã hồng, mã hồng. Giống vậy mà màu vàng. Mã vàng, mã vàng. Ôi đẹp quá trời đẹp luôn á. Cái vải là mọi người ơi, ở trong nó còn cái rồi mã hồng của chị à. Tìm lại giấc mơ. Mã vàng. Phong vào qua gối đó. Sáu mươi ký ít lắm chị ơi, 60 kg có vài cái à. 60 kg có vài cái thôi mấy chị ơi. Mà như lên hết rồi. Ôi cái này nó như hoa giấy á, vải giấy nè mọi người. Thấy không mọi người, hiểu không? Hiểu chữ phía sau này. Ôi đẹp quá. Cái dây này nó cố định rồi ha. Rồi ai lấy chút mã tím cho em nha. Dưới 55 kg mã tím nha. Bạn ơi chấm chấm đi nè. Chấm chấm đi. Rồi thấy chị Kim Nguyên rồi. Chị Kim Nguyên chấm chấm đi nè. Cho nó đừng có buồn nữa nè. Thấy buồn quá. Dưới 55 kg nha mọi người. Chiếu chiếu nè thấy không. Dày lắm nha. Dài, không dài nha. Cái này là không phải là dài đến đâu luôn mà kiểu như nó có thể phủ gối được ha. Dưới 55 kg ai lấy chốt với mã chiếu chiếu đi. Mã chiếu chiếu. Đọc từ 0 tới 100 người ta biết trước mã rồi sao. Không được, đọc vậy người ta biết trước mã, người ta comment trước á. Mã chiếu chiếu nha mấy chị, mã chiếu chiếu. Dạ hỏi lúc đầu người ta lấy rồi, nghĩ sao vậy chuyện đấy cô Thủy. Dạ hỏi là phải bay lẹ. Em bóc đại đó, em vô tình bóc lên thôi. Rồi đây nha. Cái này cũng chiếu chiếu luôn nè. Rồi. Dài ha mọi người. Hồi đẹp quá trời luôn á. Rồi chiếu chiếu Nguyễn Thị Tường Vi. 52 kg độ lại vừa cho mấy 6 là 55 kg nè. Cái này dài qua gối luôn á. Chắc chắn luôn ha. Rồi ai lấy chút mã da. Bề mại ghê luôn á. Bọc đâu? Nè tự lấy bọc không biết em nè. Ơ vậy luôn. Đây nè cái. Không biết không thấy đâu. Cái này nó 60 kg luôn. 60 kg cho nó. 60 kg luôn nha, mà cái này nặng lắm nha, cái đầm này chắc cả ký luôn á mấy chị ơi. Đây ha, cái vân nè. Dây là dây ren nè. Phía sau nè. Trời ơi, đẹp quá. 60 kg vừa ha. Rồi ai lấy chốt mã 60. Rồi mã da cho chị Linh Lê Thị Linh. Rồi mai em đi đơn một lạc nha mọi người. Hôm nay em thấy là em cũng chốt đều hết khách rồi đó. Mai em đi đơn nha, đi đơn hết nha, không giữ nha. Mã gì đây? Trừ khi nào mà khách quen mà có một cái thôi thì em có thể giữ. Còn mà khách lạ mà một cái em vẫn đi ha. Mã đó là mã 60. Ôi cái tím này nó có màu xám nè mọi người. Rồi ai lấy chốt mã xám cho em nha. Mã xám. Đẹp quá trời đẹp. Cái kiểu phía dưới này nó lạ ghê. Có mẫu nào đừng dài qua gối không? Chị cao bao nhiêu? Chị cao trên mét 65 á thì hả, nó không dài qua gối đâu. Thì sẽ có mẫu không dài qua gối chứ lộn. 60 của Huỳnh Như nè. 60 kg có tay không có nha chị ơi. Cái này dành cho mặt thôi nha, không bán nha, là mọi người có thể nhìn thấy cái màu của lưới nó hơi ngã ngã. Cái này là bụi á mọi người, hàng này là hàng ở shop sale ra thì treo lên lâu ngày nó sẽ bị bụi ha, chắc chắn là sẽ có bụi. Mọi người về ngâm với lại nước trắng là nó rồi xám cho chị Nguyễn My. Ở phía dưới này là dập ly nè ha. Rồi ai lấy chốt mã dập ly đi, trên đây là thêu nha. Về mặt ha, thì trước khi mặc mọi người phải đều phải giặt đồ thì mình chỉ cần giặt sơ qua cái là nó trắng tinh. Không không, em ship Vietnam Post nha. Rồi ship thì bưu điện cân ký tính tiền nha. Em không có Shopee gì hết nha mấy chị ơi. Tự nhiên sáng nay có chị kia hả, hỏi em có Shopee, nó không có. Xong rồi cái kêu là tạo Shopee chị đi. Rồi em biết tạo em chết liền luôn. Xong rồi xả hàng. Mua có mấy cái mà mua về bán á mà tiếc tiền ship. Khổ ghê. Không có bao nhiêu đâu. Hai cái đầm có ba mấy nghìn à. Cao lắm là 40.
Rồi ai lấy chốt mã xanh giúp em nha. Cái này 55kg độ lại vừa này, tay dài. Ờ không có thấy chị Phương, Phương Phạm comment phía dưới này hết. Nhập ly nữa. Này gì, mã gì vậy? Hả? Mã đó là mã dập ly. Rồi, dập ly chốt chị Nguyễn Thái Thanh Thanh nè. Rồi mã xanh nha. À cái gì đó. Thôi quên đi, bỏ qua đi. Ôi cái kia. Ôi cái này là cái body. Đẹp quá. Cái này mã xanh nha. Chim chiến để nhồi nó dữ quá mà. Mã xanh của Lê Thu Thủy. Đẹp quá, đẹp quá. Ui, 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 ui. Ôi cái gì đây vậy? À, theo á mọi người. Hoa theo nằm giữa đống kim tuyến. Thấy heo heo. Ui đẹp quá à. Rồi ai lấy chốt mã kim tuyến đi, 52kg độ lại vừa chứ mấy 655. Cái này mấy chị bán shop họ mua về treo lên lồng lộn dễ mang rợ. Xả hả? Ai xả? Nguyễn Thái Thanh Thanh. Xả cái nào? Xả cái này nè. Rồi rồi ok. Xả đi, xả. Mà có ai comment đó không? Có. Rồi thôi để lại, để lại. Không xả nữa nha chị ơi, xả lần nữa em lóc luôn á. Rồi, tuyến đúng không, tuyển? Đừng xả giùm em nha chị, đừng xả nha, mỗi lần xả cực lắm. Tại vì hàng qua một đống luôn, với lại khách người ta muốn lấy mà em ưu tiên cho chị mà chị xả vậy á. Kim tuyến của chị Selina. Rồi ai lấy chốt em mã dập ly đi mọi người, comment lại với em mã dập ly nha. Không có sao hết. Có sao. Bức bốn. Chị đó như có mua đồ rồi mà có đâu, mới. Khách mới hả? Khách mới nhá, móc em nha. Sợ lắm luôn. Mã gì đây? Mã hoa. Ôi đẹp quá mọi người ơi. Mã đó mã dập ly. Tay phối ren nè. Eo phối nè. Xè nè. À. Lần đầu tiên thấy luôn, vừa hở vừa kính ha. Dưới 52kg độ lại vừa cho mấy 655kg. Ai lấy chốt cho em mã ren đi. Mã ren. Đúng rồi chị Cang dị ứng từ xả lắm. Đúng rồi, bán hàng á mấy chị không. Mấy chị nhiều khi mấy chị mua về mặt á mấy chị không hiểu được cái nỗi khổ của người bán hàng đó thì. Em bây giờ mà chở em ra đường á mà chở đi vòng vòng một xíu thôi là em ngủ liền, ngồi xe em ngủ gục á. Em thức không nổi. Máy dập ly của chị Hồng Thơm, đừng nói. Thì anh nói đi, anh hiểu họng em đi. Ren của Nguyễn Thị Tường Vi. Đây nha. Chị rồi Hồng Thơm nhớ anh bóc em nha chị ơi. Mấy cái clip này mua nhiều rồi nhưng mà chắc là không thể giải quyết đơn liền đâu. Cái clip thì chịu đợi đi. Chịu đợi nha, khách VIP là phải chờ đợi rồi. Cứ cọc mọi người trước 10 triệu. Ờ mọi người khách VIP chuyển khoản trước 10 triệu đi giữ tới bến. Rồi ai lấy chốt mã theo đi, mã theo nha. Phi sai. Nó giỡn á mấy chị. Em giữ hàng cho. À, hay quá mày. Mày có 30 triệu vô. Mấy chị chuyển trước em chẳng nhớ đâu, em mệt luôn. Hôm nay shop hiền thế. Đúng rồi, tại bà Tuyền không có đọc comment. Ai nói vậy? Yến chip. Ủa rồi em giữ lắm hả? Đúng rồi. Ôi đẹp quá. Hàng bà kia đâu rồi ta, chắc đi thay đồ chuẩn bị ăn lẩu rồi đó. Đuôi tôm nha mọi người, dưới 52kg vừa cho mấy 655kg nè. Mã đuôi tôm, mã đuôi tôm. Thấy không chị dạy. Tắc kè, chị Selina sao vậy? Sao trời vậy? Sao trời? Theo của Linh Lê Thùy Linh nè. Ủa buồn vậy? Không còn gì nữa. Đây, trời ơi đẹp quá trời luôn, dành được rồi mà phải để phải xả ra đây nè. Lưới tuần nha mọi người, tuần bồng bềnh ha. Rồi ai lấy chốt giúp em mã hoa đi, mã hoa nè. Trời. Mã đó hả? Mã đuôi tôm. Ờ chị Huỳnh Băng á, không có thấy chị Huỳnh Băng comment. Rồi chị ơi, bị ổn comment thì móc kèm mã đi. À, hôm nay tiền chỉ có ui ui thôi. Đơn này khi nào ship hả? Đơn này chắc mai hoặc là mốt ship nha chị Như Huyền. Ai? Tỉnh, ở thành phố. À thành phố hả? Thành phố là sáng mai đưa hàng cho shipper là hả? Ông sẽ chạy trong vòng 2 ngày. Chị Phạm Nhật Tiến nè, chị chị thay đồ đi ăn lẩu đi. Chị có đi ăn không? Trời đẹp quá. Không phải đâu nha mọi người, kèm nữa nha. Mã đuôi tôm cho Phan Nông nè. Phối với cái này nha. Rồi Alex chốt mã set đi, cái này á hả? Mã hoa cho Mimi Lê. Cái này là dưới 55kg nha, trên mấy 658kg luôn mã set. Rồi còn cái này sale luôn, là một cái duy nhất luôn, sale luôn. Thôi sale 200 thôi, sale 180 chữ chết luôn.
Rồi ok chị Phan Ngân. Phát giá luôn ha. Rồi ai lấy đó chốt giúp em mã pha đi, pha nha. 200 ngàn nha, mã pha dưới 55kg nè. Dây dây trên này mình có thể thâu cao thấp ha. Ai cái mặt sexy để nó thấp. Cái gì vậy? À, chị Tiến nói gì vậy? Chị Tiến chỉ là thả tim thôi. Nói gì? Hả? Nó pha. Lại bà nghĩ cái gì? Tôi nghĩ gì kệ tôi. Này mã xếp hả? Ôi. Cổ yếm nè, màu rêu nè, tối tầng nè. Dưới 52kg vừa cho mấy 655kg. Ai lấy chút mã rêu. Chị Mimi Lê, chị chọn luôn đi chứ mai là em xếp hết rồi nha. Không, ngày mai không mấy nữa đâu nha. La, mã xếp của La Nguyễn em nè. Em chốt đơn, em chốt nãy giờ rất là kỹ. Cho nên là em chỉ có nhắn tin chốt giá cho mọi người nha. Hàng đi nha. Trên phố là đi hết. Không có chờ đợi gì nữa nha mấy chị ơi. Em gom đơn 3 ngày rồi đó, bây giờ là em khùng luôn á. Em không đợi được nữa đâu. Pha cho Lê Thấm. Ủa cái này bao nhiêu em? Này em 200 hả? 200, riêng cái đó thôi. Trời, ôi trời ơi, đẹp quá. Làm sao bây giờ? Rêu cho chị Lưu Thị Tiết Oanh. Cái này dưới mét 6 giúp em nha, 52kg đổ lại nha. Ai da. Rồi ai lấy chốt em mã da đi, mã da nha, dưới mét 6 thôi. Để nó đừng ngắn nha. Không thì trên mấy sống mặt đó thì kèm quần vô. Mã da ha. Rồi mã đỏ nha. Nó tầng tầng này đỏ tươi luôn nha. Cũng dưới mấy sáu luôn, 52kg đổ lại vừa. Mã đỏ. Còn sót hai cái đây nè, không biết tại sao luôn. Dạ hội không biết, có không biết cái dạ hội. Dạ hội nãy giờ có lên rồi á. Rồi mã da cho chị Tiếp Mai Lê nè. Đó, không nói nữa nha, mình diễn tả thôi. 52kg độ lại vừa cho mấy 6, 55kg nè. Ai lấy á thì chốt cho em mã số 1 đi. Mã số 1 nha, có hai cái thôi. Đỏ của Na Phạm nè, hai bà này chia ra comment. Mệt ghê. Quải thiệt. Để như bà này mã số 1 nha, mã số 1. Váy mặt có bán nha, váy mặt lên cuối cùng lúc nào cũng vậy hết. Chị Tuyết Không Thang có đang xem không ta? Thôi để chị Tuyết Không Thang. Chị Tuyết Không Thang. Có lỗi đó. À mọi người ơi, tiết mục đặc sắc nhất trong ngày hôm nay. Ủa sao tụt rồi? Nè, ở trong là cái này hen. Ở ngoài này mọi người đây. Rồi mã 1 cho Như Huyền nè. Mọi người nhớ cái này không? Nhớ cái em đi cầm không? Đây, để lộn ra. Lộn ra từ từ xem nhé. Rồi một cho chị Huỳnh Như, rồi hết một nha. Cái gì đây? Ai biết gì không? Ủa lộn sao? Mà nói chung á, ai nhớ này ghi mã số 5 đi, 180 đó. Mấy chị khách mới nhanh bóng giúp em nha, chứ nay là toàn khách mới cũng luôn á. Đây nè, có phối với cái dây cột eo ha, mà hơn đây là hoa nè, có bo hung nè, siêu tiểu thư, cái đầm tiểu thư nè mọi người, kèm với lại cái này nè, nói chung là đẹp lắm đó, 180 đó, giành giật nhau á. Giành biết vô chưa? Mã gì hả? Chưa đọc mã. Mã 5. Ủa vậy hả? Mã 5 đúng không? Rồi lý. Rồi cái xếp này bán 150 nha, còn một xếp thôi, chân váy dập ly dưới 55kg vừa ha, màu đỏ nè. Phối cái này xếp cắt tông nha. Mã 5 cho chị Selina Trần. Rồi xếp cắt tông nha mọi người. Mà xếp này mình mặc đi tiệc, đi cưới cũng được ha. Mặc đi chơi cũng được luôn, rất là đẹp luôn. Rồi ai lấy chốt giúp em mã xếp đi. 150 lộn, 150 ngàn đó mấy chị ơi. Cái xếp là mã xếp là 150 nha mấy chị. Chị Dung, chị Dung chờ 2 tiếng rồi kìa. Tội nghiệp chưa. Lấy chờ thêm đi chị Dung ơi. Đẹp quá. Cái gì vậy? Anh tăng hay giảm hay anh tắt vậy? Nóng. Ồ, hai lớp lưới nè. Thêm một lớp ở trong dài lắm nha. 5 mà... tiểu thư cho chị. Rồi dưới không 5 đổi nha chị Linh Lê Thùy Linh ơi. Đừng đổi giùm em. Trời ơi, giờ mới đổi. Chị comment từ nãy. Thôi đừng đổi em nha. Không đổi nha chị ơi, chốt cho người khác luôn rồi á. Chị ơi, lấy giúp em nha, đừng đổi nha mấy chị ơi. Rồi xét cho chị Lan Súp Lơ nha. Dưới 55kg nè, rồi ai lấy chút mã vàng giúp em đi mọi người. Trời nó như đính đá vậy. Cái này là nó may á mấy chị.
nó may từng cái miếng vô. Nhưng mà mã 5 chỉ có một cái thôi. Mã 5 là cái gì ấy? À cái đó có một cái rồi, không có đổi đâu mà chốt cho người ta luôn rồi. Vậy chị có lấy cái phần cái hồi nãy chị chốt không? Vậy chị có lấy một đống hồi nãy giờ chị lấy không? Đừng có đổi giùm em nha. Này mã gì vậy? Đừng có nói chuyện không? Mã gì vậy? Anh mã vàng. Mã vàng. Đừng mình. Trời ơi. Rồi mã vàng của chị Nguyễn Thị Trường Vi. Một trăm sáu đây, một con sáu có màu đỏ với màu đen nha. Bây giờ em lên màu đỏ trước nè. 160.000 nha, dưới 55kg vừa. Ai lấy cái này thì chốt giúp em đỏ. Có hai cái đỏ thôi. 160 nha, dưới 55kg vừa nè. Rồi màu đen, ai lấy đen chốt em mã đen. Đừng có chỉnh gió quá, nó ồn lắm. Ai cũng muốn mã 5. Hết mã 5 rồi, có một cái à mọi người. Hàng bom á. Cổ yếm nè, dưới 55kg này. Vải này vải phi nha, do nhồi quá nó nhăn thôi nha mọi người. Nặng lắm cái đồng này, ký luôn á. Nha, màu này không biết diễn tả là màu gì luôn. Rồi ai lấy cái này chốt mã phi giúp em nha, 180 đó. Dưới 55kg nha. Rồi mã đen cho chị Dung Nguyên nè. Chị Dung Nguyên nhấn bóc giúp em nha. Đỏ cho chị Hoa học trò. Nè mọi người, ren ha, phía dưới là tròn tròn xè nè, 180 luôn nha. Rồi ai lấy chốt cho em mã số 0 đi, mã số 0. Mã phi cho chị Mimi Lê. Này mã số 0 nha. Không ai lấy cái đỏ nữa hả? Còn một cái đỏ, còn một cái đỏ. Chị cho tay lấy gì vậy? Mọi người hôm nay khách mới nào có đơn nhé, anh bóc em nha. Trời còn toàn mấy rồi, cái xin... đỏ chốt cho chị dâu tây nè, chết rồi hôm nay có hai dâu tây nè. Rồi chị dâu tây nào mà nhớ mình mua cái nào á, inbox cho em nha. Không có dấu. Rồi đây, ai lấy chốt mã da đi, dưới 55kg nè, mã da nha. Mã da, hồi nãy ai chưa có nè. Tự nhiên sót lại cái da đây. Thấy hiền chi ly nha. 180 nha mọi người. Mã không cho chị Thùy Linh nè. Rồi em chuẩn bị lên siêu phẩm nữa nha mọi người. Rồi đây mã hồng nha mọi người, mẫu giống vậy nha, mã hồng dưới 55kg ha, mã hồng. Mã da có một cái thôi, còn sót cái đó. Rồi như chị Thúy Trần. Rồi giờ lên cái này. Mã da cho Hàng Huấn. Rồi chị Hàng Huấn ơi, nhớ inbox em nha. Khách mới nhớ inbox số điện thoại địa chỉ nha. Ngày mai em đi đơn rồi nên mọi người hợp tác với em xíu nha. Inbox rồi mã hồng cho Thanh Sương Nguyễn nè. Thanh Sương Nguyễn thích Nguyễn nè. Không có ba cái. Cái gì vậy? Phải nói là ít dạ. Trời ơi, rồi riêng màu này nha mọi người. Đây ha, dưới 55kg này. Ánh đẹp quá trời luôn á, 180 nha. Rồi ai lấy chốt giúp em mã không? Mã số 25 đi. Mã hồng chốt cho chị gì đâu rồi. Chị Trâm Nguyên nha. Trời chị dâu tay ơi, chị inbox với em địa chỉ đi. Chứ hôm nay em gọi cho chị rồi chị mới. Em không có gọi đâu chị dâu tay ơi. Nếu mà chị không chịu thì em xả hàng, bên em không gọi nha. Mọi thứ em đều nhắn qua inbox nha. Không mà em đi gọi cho từng người luôn, chứ em chết quá. Không. Đó hôm nay tới hào ức chế đó, mấy chị hiểu cảm giác mà đọc comment đó. Mã này không? Là mã 25. Mã 25 cho chị Cang. 25 cho chị Anh Trường Trúc. Đúng không? Ừ. Đông đúng không? Sinh. Đông Sinh. Tắc kè ông Thọ. Có lại ai nữa?
nắng mùa thu. Nắng mùa thu. Rồi hết nha, hết màu đó nha. Rồi qua tới màu này nè. Ok, cảm ơn chị Hằng Huấn. Ồ, cái chị kia đâu rồi? Chị dâu tay ơi, vậy chị có hả? Thôi kệ đi, chị đã mua con cái rồi, kệ đi. Ờ, không tốt. Rồi dưới 55kg nè, chị đó có inbox thì inbox thôi. Dưới 55kg nè nha, rồi ai lấy chốt em mã 50 đi, mã 50. Thị Dung, cái sư từ hoài luôn kìa. Mã 50 nha mọi người, 50 tìm lại giấc mơ. Anh ghi đi, em chốt cho. Màu này đẹp, màu này màu xanh biển á. 50 của tìm lại giấc mơ. Mọi người ơi, nếu mà bị ẩn á thì ký tự nha, ký tự kèm mã nha. Thấy hình băng chấm chấm nè. 50 của Phấn Phạm. 50 của Vui Hâm. Vui Hâm comment với em số điện thoại địa chỉ nha. Vui Hâm nhớ inbox em nữa nha. Khách mới có đơn inbox em nha. Vui Hâm. Vui Hâm. Rồi mọi người ai lấy cái màu xanh này đúng không? Màu xanh này mã 50 nha. Nó giống á. Rồi màu đỏ nè mọi người ơi. Màu đỏ mã 80. Do xếp trong bịch cho nên là bây giờ nó theo cái nếp gấp ha. Rồi mã 80 nha mọi người. Cái lớp lưới riêng nha. Trời đẹp quá trời đẹp. Mã 80 màu đỏ. Chị Huỳnh Băng, chị thêm ký tự vô á, à còng má móc gì đó. Thêm vô. Ký tự, thêm dấu chấm, dấu gì đó vô cái comment của mình ha. Rồi thấy địa chỉ vô tay rồi. Rồi 50 của anh Trần Trúc nè. Ý là chị chấm một cái rồi chị comment mã hiểu không? Rồi màu đỏ này mã 80 nha mọi người. Màu đỏ có 3 cái rồi. 80 của anh Trần Trúc luôn. Thấy Mai Nguyên nè, Mai Nguyên mua gì chị ơi? Cảm ơn chị dâu tây. Cảm ơn. À trời ơi, comment của mấy em thì chậm quá. Màu đỏ mã 80 nha. Nói rồi, tại coi là còn rất quen. Rồi, cảm ơn Vui Hâm nè, Vui Hâm cho em xin thêm địa chỉ nè. Nhớ, nhưng mà nhớ inbox em nữa nha, không em tìm chị khó lắm. Nha. Rồi, màu trắng ha. Dã man rợn. Dưới 55kg giúp em nha. Rồi ai lấy màu trắng á, thì comment giúp em mã số 00 đi. Đẹp quá trời đẹp mọi người ơi. Bán shop mà treo lên là lồng lộn. Thấy Diễm Ngọc To. Màu trắng rồi. Mã 00. Rồi 00 cho Trâm Nguyên nè. Không không cho chị Nguyễn My. Rồi, thôi lên cái đầm trắng em đang mặc đi mọi người. Cái vải này nè, vải nó ánh ánh ha. Đẹp quá trời luôn á. 50kg độ lại vừa thêm mấy 6-52, em cao mấy 61 nặng 51kg ha. Mà cái người trên của em nhỏ lắm rồi, em mặc vừa luôn nè. Rồi ai lấy cái này em đang mặc đó thì comment giúp em mã số 200 đi. Cái này vẫn giá 180 nha, mã 200. Mã 200 đi. Xấu quá. Xếp cái này xuống cho em hồn rừng rừng. Thấy chị Mai An Trần. Còn chị Lê Thu Thủy ơi, còn 55kg đổ lại vừa nha mọi người. Trời 250.000. 200 của chị Lương Thị Tiếp Anh. 250.000. Rồi ai lấy chốt giúp em mã số 250. Ghi là số 250 luôn. Mình vẫn để đây để con like. Đẹp quá. Comment cho
chậm quá. Rồi bây giờ bán tùm lum giá nè. Đọc giá nha. Trời cái này đẹp quá. Ủa kỳ vậy ta. Rồi cái này 180.000. 50kg độ lại vừa cho mấy 652kg nè. 250 cho chị Anh Trần Trúc nè. Rồi ai lấy cái này comment mã đuôi tôm đi, 180 nha mọi người. Cái ri này nó hơi lộn xộn một tí em để, tại vì em chưa có soạn. Chị Mai Nguyên hả? Ừ sao mà ổn dữ ta. Có thể đầu tư cái mốt xịn hơn tí không? Trời mốt này là xịn rồi đó. Ai vậy? Ai kêu? Mấy năm rồi. Chị à. Tiến, chị Tiến. Chị Tiến. Cái gì? Thôi mình cây nhà lá vườn thôi. Giá bao nhiêu? Đẹp quá hả? Dạ. 180. Nó câu nghe buồn dễ sợ như nào nè. Trời cái này đẹp lắm mọi người ơi. Cái body này nè. Body này 52kg đổ lại vừa cho mấy 6 là 55kg luôn ha. Mà nó chéo qua cái này xịn nha. Màu đỏ đô 130.000 thôi mọi người. Rồi ai lấy cái này comment giúp em mã 130 đi. Rồi đuôi tôm cho La La Nguyễn. Chặt tên giùm em nha. 130 ha. Rồi từ bây giờ chắc là 130.000 hết đó mấy chị ơi. Đúng rồi, đầm xịn không cần móc xịn. Quá dưới 55kg nè, phải van nha. Màu này màu đỏ luôn nè. Rồi ai lấy chốt em van nha, 130.000 van luôn. Phần nghiệp Thủy Dung chờ 2 tiếng cũng không được. Buồn quá đi. Hết mã 250 rồi. Nè van nè ha. Hết 250 rồi có một cái à. Tính theo mấy chủ mấy chị ơi, tính theo mấy chủ này mấy chủ. Thôi đừng tranh luận nữa. 130 của chị Lan Schiller. Đẹp chưa? 150 nha mấy chị, 150 nha. Ủa hết điên. Tay cánh tiên này dưới 55kg. Tại tôi treo lên rồi chứ không á, tôi cũng thả gút xuống tôi để dành cho bà được đó Dung. Tại treo lên rồi, ai cũng thấy hết rồi, tôi cũng để người ta, tôi không đọc mã là chết. Trời chị Nguyễn Bình Yên. Rồi ai lấy 150, ai lấy chốt em mã 150 nha, dưới 55kg nè. 130. Mã gì? Mã van. Còn này á là mã 150. Vẫn có quyền thoại em mà có 100 cái tương tự của con bé. À. Rồi mã von cho chị Katarina Kim Liên. Đẹp quá mọi người ơi, mình mua cái bra trong màu đen ha. Đẹp quá. Phía dưới đây là von này dày ha, nặng lắm luôn. 52kg độ lại vừa cho mấy 6 là 55kg nha, 150.000. Ok, ai... cảm ơn chị Hoa Học Trò. Ai lấy chốt với em mã số 1 đi mọi người, 150.000 mã số 1 nha. Này gì đấy, này gì đấy. Đẹp dã man. 150 luôn. 150 luôn, cái này cũng 150 luôn nè. Mã 00 hả tiền? Không, cái đó là mã 150. Ờ. Cái màu hồng đó là mã 150 luôn, cái màu đen okay. Này mã 1. Mã 150 cho chị La La Nguyễn. Rồi, 150.000 luôn à mấy chị ơi. Bà Dung đâu rồi? Thích cái này không? Mã 1 cho Mimi Lê. Rồi, mã tím. Mã tím nha, 150.000 dưới 55kg vừa. Mã chím, mã chím. Chị Can hiểu mà, chị Can nói là lại chịu tích 100 cái. Ơ, nó gắt nữa rồi. Ôi chết rồi, cái này nó đi. Cái gì? 150. Giá nó lộn xộn nhức đầu hả? Tôi vậy. Anh tập trung đi nha, chửi á. Sao tập trung được? Mã tím này 150 đúng không? Ừ. Thôi giờ 150 hết. Rồi 150 luôn nha mọi người, đẹp quá trời luôn á. Theo này. Phía dưới là van ha, mà van rất là dày luôn. 50kg độ lại vừa trên mét 6, 52, 55kg ha. Như vậy nè. Rồi ai lấy chốt em mã đỏ nha, 150.000 luôn. 150, mã 150 giá 150 luôn nha chị La La Nguyễn ơi. Mã 150 giá 150 đó chị ơi. Rồi mã tím cho chị Huỳnh Như. Chị Thảo Đặng ơi, là tính theo mấy chủ á, ai comment cũng thấy mình trước hết á. Rồi zoom nha, cái này là zoom nha mọi người, zoom nè, trên nè, đẹp quá trời đẹp luôn. Phía dưới là phối van ha, zoom phối van 150 luôn, 50kg độ lại vừa chứ mấy 6, 52kg màu đỏ đô nè, ai lấy chốt em mã zoom nha, zoom 50 luôn. Mã đỏ là zoom không? Ừ. Rồi mã đỏ cho chị Hoa Học Trò. Rồi cái này cũng là cái dâm nè. Cái dâm màu rêu nha mọi người. Trời ơi, đẹp quá, ren á. Ren ha.
mà nó mềm mại á. Đẹp quá, 50kg độ lại vừa cho mấy 652kg nha. 150.000 ai lấy chốt một chốt mã rêu. Rồi 2 dây nè nha. Cái này là cái đầm. Rồi mã zoom cho chị Huyền Trang nè. 50kg độ lại vừa cho mấy 652kg nha. 2 dây nè. Ở giữa có phối châu nè ha. Đẹp quá trời luôn. Rồi, mã này gọi là mã số 2 đi, mã số 2 150.000. Số 2 150.000. Số 2. Rồi zoom reel của chị Lan Tupler. Mã bốc gì gì killer thôi được không? Killer. Đây 160.000 nha mọi người. Cái toàn màu đỏ này còn sót một cái nè. Chị dấu tay lại, chị comment em chốt cho em hứa luôn đó. Rồi dưới 55kg nha. Ai lấy á thì chốt giúp em mã 160 đi. 160 nè. Rồi mã 2 của chị Lan Shipler luôn. Rồi cái dâm 135 còn 1g nè mọi người. 52kg độ lại vừa cho mấy 655kg ha. Ai lấy thì comment giúp em 135. 135 nha, cái màu này 1g. Ừ, cái này 160 rồi. Ờ 160. Đẹp quá trời đẹp luôn. Rồi 160 cho chị Nguyễn My. Ren nè, cái này ren mềm nên mình không có hút nha mọi người. 150.000 thôi. Rất là đẹp luôn. 50kg độ lại vừa cho mấy 652-55kg nha. 150.000 ai lấy chút mã tầng. Này 150 không được, mã tầng á. Ừ. Trời ơi, đẹp quá trời luôn đó, không phải anh. Nó là gì nè. Đúng đẹp luôn. Phong dài qua gối nha mọi người, mà sang quá trời sang. 135 chốt cho chị Huỳnh Như. Ở đây nó giả, nó ren là nó giả tầng á. Đẹp quá trời luôn á. 50kg độ lại vừa cho mấy 652kg nha. Rồi ai lấy, cái này 150.000 ai lấy chốt mã không? Mã ren đi, mã ren nha. Cái đó mã tuần 150 quá. Ừ. Đây là sẹt sẹt nhanh quá, quá nhanh luôn. Mã tuần với chị Nắng Mùa Thu. Ui body nè. Body nha. Màu da nè, có hai tay rớt vai, có ba thun nha mọi người. 50kg độ lại vừa cho mấy 652kg, 55kg vừa luôn nha. Cúp ngực nè, phía trước có khối lưới nè. Ai lấy chốt mã da nha, 150.000 luôn. Mã da. Chị nên tôi thấy giờ mới hỏi cái tầng nó hết rồi. Hết rồi đừng hỏi nha. Mua thì comment hẳn luôn. Đợi chị hỏi xong rồi cái người ta đến tìm. Tiếp đó. Ủa cái đỏ này mã gì vậy? Cái gì? Mã ren. Rồi 2 dây. Đầm nha, đầm 2 dây này có màu hồng nè. Rồi màu hồng này bán 130 thôi. Rồi ai lấy chốt mã 130, 50kg độ lại vừa chứ mấy 652kg. Mã 130 nha. Rồi mã da cho chị Ngọc Linh nè. Cái này 130 nha. Rồi okay. Tiếp này 50. Ủa cái đầm nha. Ủa trên phối ren nè, đẹp quá trời luôn, có lót hết nha. 50kg độ lại vừa cho mấy 652kg mà xòe ha. Rồi ai lấy gì chốt giúp em mã von đi. Mã von 150. Mã ren cho chị Hưng Phúc. Chị Hưng Phúc nha, chốt giúp em nha. 150 nha. Chị Ellie Tuyền, chị cứ inbox đi rồi em tính sau. Rồi cái này là bộ yếm ha, có ấy lên, có gài lên nè. Còn phía trong đây là cúp ngực nha, xòe nè, đuôi tôm luôn nha. Cho xếp lại nó hơi ấy. Rồi xòe ở phía trước là xòe tuần ha, phía sau là đuôi tôm tuần luôn nè. Rất là đẹp. 130 cho Hiền Chi Ly, da cho chị Ngọc Linh rồi nha, Lan Súp Lơ ơi. Cổ nè. Đó, mặt lên nó vậy đó mấy chị. Hiền Chi Ly 150.000 luôn, ai lấy thì comment giúp em mã đuôi tôm. Cái đó là mã von 150 luôn, cái này mã đuôi tôm. Rồi mã von cho chị Lê Thu Thủy nè. Ôi cái này dập ly nè mọi người ơi, phong dài qua gối nha. 48kg độ lại vừa cho mấy 650kg nè, phía trên là ren nha. 130.000 thôi, ai lấy chút mã vàng nè. Rồi ai gầy gầy thôi nha, mã vàng 130 thôi. Là đi cơm thôi. Ừ, gói đó mã vàng 130.000 nha.
tới nha. Đuôi tôm của chị Huỳnh Như. Đẹp quá trời đẹp luôn á. Ok chị Hưng Phúc, chị Hưng Phúc nhớ bốc giúp em nha. Phía dưới là dập ly nè, 180 nha mọi người ơi. 50kg độ lại vừa, trên mét 6, 52kg nha, màu trắng nè. Vàng của chị Lan Súp Lơ. Trời đẹp quá à. Ai lấy chốt mã trắng giúp em nha, 180 nè anh. Đẹp quá à, dập ly. Đồ này tôi không thấy gì luôn. Thấy chị Thủy xe ra, chị Thủy xe ra comment sau mà. Rồi, tức ngực nè mọi người ơi. Phía dưới là tầng dập ly phối hoa nha, 150.000. Phía ở trong đây là cái dùm ha. Cái dùm này bán hot lắm, bây giờ còn sót một cái thôi nè. Mã trắng, mã trắng của chị Lan Súp Lơ luôn. 52kg độ lại vừa trên 1m6 thì cái này 50kg độ lại vừa trên 1m6, 52kg trên 1m63-65 thì 55kg vừa ha. Nhưng mà em nghĩ là cái này 1m63 độ lại thôi, không là không mặc được đâu, nó ngắn lắm. Rồi, 150.000 ai lấy chốt mã dùm. Đây. Áo bèo ha, đẹp vai nè, trời ơi xinh quá à. Phối với lại trời ơi đẹp quá mọi người. Đây là phối ren nữa nè ha. Rồi, set này 150.000 nha, vải này vải lụa đó. Vải lụa nha mọi người, lụa nhúng nè. Đẹp quá trời không biết. Rồi mã dùm cho An Hạ nha. Mã set ha. Cái này thì 52kg độ lại vừa, trên cái 6 55kg. 50kg độ lại vừa, trên mấy 6, 52, 55kg ha. Cái thun nó hơi chặt. Mimi Lê tính theo comment mấy chỗ mã nha. Set nha. Set này bao nhiêu tiền? Cái gì? Set này của chị Lê 150. Thu Thủy. Lê Thu Thủy nha. Tổng gì chưa lấy. Rồi cái này là cái dâm. Cái dâm mà nó có độn, cái lưới độn nữa. Đẹp quá trời đẹp luôn. Đây ha, phía trong là quần, phía ngoài là xòe ha. Phối kim tuyến nè, dưới 55kg vừa nha. Ai lấy chốt mã dâm 180 nè. Rồi, 180 nha. Một còn một cái màu hồng nè. Rồi ai lấy chốt với em mã hồng nha. Dưới 55kg vừa luôn, mã hồng 180.000 thôi. Những cái còn sót lại. Rồi dâm cho chị Nguyễn Ly nè. Rồi khách mới nhớ inbox em nha mọi người. Mã hồng hả? Rồi tiếp tục 180. Đẹp quá. Rồi mã hồng cho Thư Diệp 180 nha. Dưới 55kg vừa, ai lấy chốt em mã xám đi. Mã xám nha, xinh quá trời xinh. Chị nào có đơn nhớ anh bóc cho em số thoại địa chỉ nha mấy chị ơi. Rồi chị nào có đơn á nhớ anh bóc cho em nha mấy chị. Để em chốt đơn em mới đi hàng được nha. Mấy chị không anh bóc là em không chốt được, em xả hàng á. Không kiếm được mấy chị đâu. Vậy hả Nguyễn Ly, vậy Nguyễn Ly nhớ nhớ vô cái Facebook nhắn nha. Chứ không nhớ không vô lại cho một cái status nào đó. Hoặc à vô cái live stream này nào tí nữa. Em tắt live stream rồi vô á. Comment lên ha để cho nó nổi lên. Rồi 180.000 luôn nè, body nha. Form dài qua gối nè, vải rất là đẹp. 52kg độ lại vừa, trên mấy 6, 55kg. Mã xám cho chị Hoa Học Trò. Ai lấy chốt giúp em mã hồng. Hồng hoặc là body hồng ha, 18 luôn. Nói em live show lại mấy mẫu còn không mấy chị. Không, của Diễm Ngọc Tô. Ủa nãy chị Hà Phạm hồi nãy được tặng có mua chưa? Chưa. Ghê vậy. Khổ ghê á. Sao mà tặng rồi không mua, ủ quá à. Giờ cái đồ tặng nằm tút dưới. Rồi dưới 55kg nha. Ai lấy thì comment giúp em mã Cuban đi. Mã Cuban nha. Sỉ ôm lô 50 cái không chọn mẫu inbox nha chị ơi. Không có chỗ nào mà báo giá sỉ trên like đâu chị ơi. Buôn bán thì mình phải có cạnh tranh chứ làm sao báo giá sỉ trên like được. Đúng rồi. Đây nha. Dưới 55kg luôn, 180 nè. Ai lấy thì chốt mã hồng giúp em nha. Ờ sao đứng từ bên rồi. Bên em có chạy mail không? Thấy Diễm Ngọc Tô. Thấy Diễm Ngọc Tô. Thấy gọi Diễm Ngọc Tô buồn ghê luôn. Vậy là đứng rồi mail nào. Đầm mặt hết rồi.
là mặc hết rồi nha, đèn Vinny đi. Rồi cái bẹt vai này màu đỏ này ha, dưới 55kg vừa, có màu đỏ với lại màu xanh coban. Rồi ai lấy đỏ comment đỏ, ai lấy xanh coban comment xanh coban ha. Còn cái gì đẹp hết trời. Cái này đẹp mà. Không phải nhìn ở ngoài mới biết nó đẹp á. Thiệt. Đẹp dễ mê. Đẹp lắm mấy chị không? Mấy chị nhìn ở ngoài cầm lên cái chất vải mới biết nó đẹp. Nó dày ha, cho nên nó mới đứng form vậy, không là nó rủ xuống rồi. Đẹp lắm luôn á. Rồi. Đỏ của chị Hoa học trò nha. Rồi cái này là mã số 1 đi mọi người ơi. Đẹp lắm, em nói thiệt. Mặt xinh lắm luôn á. Mã số 1 nha. Có tặng lại nhưng mà cái đó nó nằm chỗ nó bị chôn sâu dưới biết bao nhiêu cái đầm mấy tiếng nãy giờ mấy chị ơi. Ồ, có nãy có cái dạ hội bán rồi. Không có 60kg đâu, mã số 1 của Thu Hồng nè. Thu Hồng ơi nhớ inbox cho em nha chị. À còn cái nữa. Ủa, cái này cũng đẹp. Hội Phạm Như nè, số 1 của Hội Phạm Như luôn. Hội Phạm Như ơi, comment giúp em số điện thoại địa chỉ nha. Và khách mới có đơn nhé, inbox nha. Hội Phạm Như cũng inbox cho em nè. Cái này cũng rất là đẹp luôn. Khách mới phải inbox em mới chốt đơn được nha mấy chị ơi. Rồi, ai lấy cái này chốt rồi, cảm ơn chị Thu Hồng. Nhớ inbox giúp em nha, giúp em nha. Nhớ inbox nha, comment rồi cứ vào inbox chấm cho em thôi cũng được. Chị HB Nguyễn Ngọc trong đá ơi, với hoa bán rồi mà. Bán rồi, bán nãy giờ rồi. Ờ, rồi ai lấy chốt mã 2 nha mọi người. Ôi đẹp. Đẹp thiệt, đẹp giả mang. 180 đó, 180 nha mọi người. Rồi. Dưới 55kg này. Màu đỏ nha mọi người. Ánh này nha. Rồi ai lấy chốt giúp em mã đỏ đi. 180 luôn, ai mà chưa có cái này nè. Đừng suy nghĩ chần chờ gì nữa, lấy luôn trên like đi, rồi ngày mai đỡ phải inbox hỏi. Mai em chốt đơn đi, đơn đồng loạt nha mọi người ơi, thông cảm giúp em nha. Đừng kêu giữ gì hết. Khách mới á, đừng kêu giữ lụa thêm, tối mai em off nha. Khủng hoảng kinh tinh thần quá rồi. Em sẽ cố gắng làm, nếu mà làm kịp thì tối mai em like, còn không kịp thì tối mai em off. Mai mấy anh? Mai 6. Ồ, mai 6. Đây nha, 180.000 luôn, ai lấy chút mã tím này. Rồi ok. Ừ. Ai lấy chút mã tím này. Rồi ai lấy gì nữa không? Lấy được ốc nha. Rủ đi ăn đi. Đi ăn đi ăn. Rồi mã tím, mã tím cho mã em. Mã tím cho em đi Hoàng nè. Đi ăn không? Ôi mấy chế mấy cái dùm dài không? Em lấy mấy cái dùm dài vô bán tiếp cho mấy chế nè. Rồi đợi xíu nha. Mẫu phối màu. Mẫu phối màu hết rồi chị ơi. Còn mã số 2 đó, màu xanh đó. Còn cái đầm này nè. Phối màu là mỗi bên một màu á. À phối màu hả, hết 250 rồi. 250 hết rồi. Cái đó ấy xỉ hết rồi còn đâu. Màu này là màu cà rốt nha mọi người. 52kg đổ lại vừa cho em, 655kg nha. Dâm dài nè, có phối quần nha. Ở lộn, có phối túi nha. Cái này là 135.000 màu cà rốt, ai lấy cái này ghi mã cà rốt. Có hai cái màu cà rốt nè. Còn sót lại có mấy cái thôi. Màu vàng nghệ này. Dây trong nha. Trời đẹp quá trời đẹp luôn á. 135.000 nha mấy chị ơi. Ai inbox hỏi quá trời luôn, em không có trả lời hết đâu. Mấy chị mua trên like đi nha. Đây 52kg độ lại vừa chứ mấy 655kg lên form đẹp lắm. Màu này màu vàng nghệ. Ai lấy vàng comment vàng. 135.000.
Thấy chị Đàm Nhàn nha, chị Đàm Nhàn hôm qua mua hàng của em xong rồi hả, không có không, inbox số điện thoại địa chỉ. Em nhắn tin cho chị là họ cho em xin số điện thoại địa chỉ mà chị kêu em cái gì mà giữ hàng gì đó mà chị đâu không phải kêu. Đâu không? Không phải chị Đàm Nhàn không inbox số điện thoại địa chỉ nên em xả hàng rồi nha chị ơi. À vậy hả? Ủa em nhớ em có inbox chút hàng mà. Không. Vậy gì không? Rồi màu cam nha mọi người, màu cam này rất là đẹp nha. Rồi ai lấy cam comment cam 135.000. Ủa vậy còn cái chị mà em kêu nhắn cho em số điện thoại địa chỉ nha. Lóc rồi. Lóc rồi hả? Ai vậy? Anh đó, Hoài Nguyễn. Bổ ghê. Rồi màu đỏ đô này 135.000 nha. Đỏ đô. Lộn. Ai lấy đỏ đô chốt mã đỏ đô 135 luôn. Chị HB Như ơi, em bán váy hoa rồi. Váy hoa bán rồi. Cái gì vậy? Bả đòi bán cái váy hoa. Váy hoa bán rồi. Váy hoa bán rồi mà. Da có đen không? Không. Không có đen. Cái zoom này hả? Cái zoom không có đen, bây giờ còn có mấy màu đó hết rồi á. Mới vừa like đó, cà rốt, kem. Rồi, đỏ đô cho chị Huỳnh Như nè. Thấy chị Trần Hằng nè. Trái đen mà. Ok, cảm ơn hội Phạm Như nha, hội Phạm Như nhé, bốc giúp em. Màu cam cho chị Elri Tường Nguyên. Hết đen mặt cái màu cam. Thấy mọi người im lặng quá, tưởng không mua. Đây hả? Vậy cứ ghi đi. Đỏ cho chị Nguyễn My. Đẹp không? Dùm 135 nha mấy chị ơi. 135 nghìn. 52kg rửa lại vừa ha. Đẹp quá. Cái này dưới mét 65 giúp em nha, không là nó sẽ bị trần lên á. Rồi rồi chị xin Trần Xuân Bang này, chị anh nhé, bóp giúp em nha. Anh cái lại đi, để quên. À rồi rồi. Rồi bây giờ còn màu cà rốt thôi. Cà rốt với lại vàng nghệ. Cứ lấy. Dạ 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 chị Trần Hằng. Màu cà rốt rồi, nha. Rồi cà rốt cho chị Lê Thu Thủy nha. Cà rốt với lại cà rốt cho Nguyễn Thái Thanh Thanh luôn. Rồi hết cà rốt luôn. Lê Thu Thủy, Nguyễn Thái Thanh Thanh. Cường Nguyễn cho chị, vàng nghệ cho chị anh Hoàng. Rồi hết luôn. Rồi hết rồi đó. Ok, cảm ơn chị, xin Trần Xuân Bang. Và giờ mình có chơi tới thể loại dung 110 không? Đang khá muốn mua cái này, áo phối trong nè. Rồi, cái dung ở ngoài ha. Dưới mét 63 giúp em nha, 50kg đổ lại vừa, trên mét 6, 52kg, màu này màu rêu. Rồi rồi, chúc một cam 110. Cho Elroy Tường Nguyên rồi nha. 110. Ok, Nguyễn Thái Thanh Thanh. Rồi mọi người ơi, bây giờ thôi còn 70 mấy lượt xem mà thôi chắc em off nha. Mọi người tranh thủ inbox cho em cái. Rồi hãy ngủ nha, ngày mai em đi đơn đồng loạt. Nhớ inbox em nha, không inbox là em không kiếm được đâu. Rồi, 110 rêu Thủy Sara. 110 rêu của Thủy Sara nè. Thôi dựng like hết luôn đi xong. Có một cái màu rêu đậm này thôi. À còn này. Thủy Sara với ai nhỉ? Thấy rồi. Yeah. Với hoa bán rồi. Với hoa bán rồi. 110 của anh Hoàng. Anh Hoàng nè. Rồi bây giờ còn màu nhạt nha. Đây màu xanh nhạt nè, màu xanh này mặc lên cũng xinh lắm. Cũng có phối áo như mấy chị màu xanh này nè ha. Rồi ai lấy cái này chốt mã xanh đi. 110 luôn mã xanh. Còn rêu không? Hết rêu. Ủa chị gì ta, chị này Hồng Văn. Hồng Văn là cái này hả? Ôi không. Chị xin Trần Xuân Bang ơi. Hồng Văn là cái này đúng không chị? Đúng thì ok giúp em nha. Cái này 180 nha, đúng thì ok giúp em nha. Còn không đúng thì chị chụp hình lại cái đó. Coi còn không. Vậy. Inbox liền đi nha Nguyễn My ơi. Inbox liền nha. Dạ chị Trần Hằng. Rồi 110 màu vàng nè. Rồi ok, chốt cái hồng vân cho chị xin Trần Xuân Bang nha. Rồi 110 màu vàng nè ha. Rồi đẹp lắm luôn á, có phối túi nữa, vải xịn lắm luôn á mấy chị ơi. 50kg đổ lại vừa, trên mét 6 52kg và dưới mét 65 giúp em nha. Màu vàng còn một cái thôi.
này không màu ra. Cái này là màu xanh nha, màu xanh nhạt đó. Rồi áo nè ha, phối với lại rồi màu hồng này đẹp. Màu hồng này đúng đẹp luôn mọi người ơi. Rồi ai lấy hồng chốt với em mã hồng nha. Siêu đẹp luôn, màu chuẩn trên lên luôn. 110.000 mã hồng. Rồi có cái màu đỏ đô với lại màu kem. Rồi, đó. Rồi hồng cho da Hân nè. Hồng cho da Hân. Còn hồng không? Còn. Hồng cho Huỳnh Như, hồng cho Hiền Chi Ly. Huỳnh Như, Hiền Chi Ly, chốt cái này đi, cái kia để sau đi. Lỡ rồi, rồi nhớ rồi, không có gì nhớ. Rồi hồng tiếp. Hết hồng. Rồi. Hết rồi. Hồng cho Hương Uyên. Một trăm mười nha chị. Rồi có một cái màu đen này. Vẫn có phối áo nha, mà cái áo đâu rồi? Để xíu mà kiếm cho. Màu đen phối áo trắng nha. À phối áo đen lộn, màu đen phối áo đen nha. Rồi ai lấy đen còn đen đen. Rồi màu trắng phối với lại áo trắng luôn. Màu trắng phối áo trắng, ai lấy trắng thì cầm đen trắng. Có màu trắng phối với lại áo đen, ai lấy trắng phối đen thì comment trắng áo đen. Màu đỏ đô này là phối với áo đen nha mọi người. Chút xỉu luôn, không biết nhớ gì. Màu đỏ đô phối với áo đen này. Thì ai lấy trắng thì ghi trắng cả xếp, còn ai lấy trắng phối đen thì ghi trắng phối đen. Màu vàng phối áo trắng. Trời, cái này hết người đã. Rồi màu xanh này là mọi người ơi, phối với lại áo trắng nha. Ok, 110. Trắng áo đen cho Thủy Beo La. Thủy Beo La trắng áo đen. Trắng áo trắng, trắng áo đen còn nè. Trắng áo đen còn cái. Rồi, xin chúc. Xong. Rồi ai lấy gì nữa không mấy chị ơi? Ai lấy gì nữa không nè? Ốp nha. Ốp nha mấy chị. Cái đó là 110 ha. Để mọi người hỏi thắc mắc. Rồi em ốp nha mấy chị ơi. Mấy chị nhớ inbox em nha. Và em sẽ inbox từng người chốt đơn để em mới đi đơn nha. Cho nên là mọi người khách mới thì cứ nhớ đọc inbox xong rồi ok cho em để em đi đơn nha. Đừng xem xong rồi im lặng rồi em xả hàng á. Đen nha. Xuông đâu có cái nào đen xuông đâu. À đen, đen cả set luôn đúng không? Đúng thì ok nha, đen mà cả set luôn á. Rồi Thủy Beo La đổi lại là đỏ áo đen nha. Hôm bây giờ mày đổi. Thủy Beo La lấy màu hồng á, nãy lấy hồng á. Ủa lấy trắng mà. Rồi đỏ đen. Trời, cái này là cam áo trắng. Cam áo trắng nè, đẹp. Ôi có đen áo trắng nữa mấy chị ơi. Đen áo đen rồi có đen áo trắng nữa. 110 đen phối trắng được không chị? Là sao? Là dùng đen phối áo trắng đúng không? Dùng đen phối áo trắng đúng không? Đúng thì ok nha Dương Thị Anh. Mấy chị muốn đổi áo thì em đổi áo à. Áo trắng áo đen gì đó đổi được. Giờ nè đen phối trắng thì vẫn được luôn á. Trắng phối đen cũng được luôn. Ok nha chị Lan Súp Lơ. Cam phối đen cũng được luôn. Mà phải quan trọng là nó khớp. Đúng rồi. Chứ không hồi tự nhiên nó thiếu áo rồi chết em luôn. Màu vàng phối đen nó ra cái gì ta? Không được, vàng phải phối trắng. Có màu hồng đậm nữa nè mấy chị ơi, màu hồng đậm nè. Hồng đậm rồi nha. Đen áo trắng cho chị Dương Thị Anh nè. Còn đeo trắng không chị? Còn. Đen áo trắng đúng không? Còn ai nữa không? Đen áo trắng đổi cho chị Huỳnh Nhơ Ư nha. Mọi người thích hồng áo đen không? Nói chung là muốn thì sao không được chứ.
còn zoom nữa không? Hết zoom rồi. Hết zoom rồi, zoom em đang mặc hết. Cái một cam em đang mặc có người lấy đúng không? Ừ. Cam phối đen đẹp lắm mọi người. Cái màu cam là mình phối với lại áo đen á. Ok, chị xin Trần Xuân Ban, chị nhớ inbox cam của em nha chị. Inbox em mới chốt đơn được á. Nhớ inbox em nha mọi người, inbox rồi hãy ngủ nha. Inbox mới chốt đơn được nha, không là xả hàng đó. Không là xả hàng, mai lê lại luôn á. Rồi, cái màu hồng nhạt nữa, này màu hồng đậm. Ok, chị Hương Nguyên nha. Cái này tặng đi. Rồi, mấy chị ơi, tặng nha, tặng cho những ai có đơn. Ủa mà ít lượt xem quá không tặng được. Thôi mang tặng. Ai tặng? Đang ít quá à, mấy chị kia đi ngủ hết rồi. Tặng có lỗi với người ta lắm. Rồi xong. Được chưa mấy chị ơi? À, hết không mua nữa, chấm chấm cái đi rồi em hết nè. Rồi giải tán. Chấm chấm cái để em biết em giải tán đội hình. Cái gì vậy là gì? Rồi xong. Thấy ai chấm chấm đâu? Rồi xong. Rồi em móp nha, không ai mua nữa em móp á. Rồi chấm chẳng ai chấm gì hết. Rồi bye bye mấy chị nhân chị cũng ngon. Rồi, bye bye, rồi nhớ inbox em trước khi nha. Khách cũ khách mới gì inbox em đi, cứ chấm vô cho em cái cũng được nha. Rồi bye.